Các chị ơi vào lại giúp em đi nào. Hôm nay tương tác kém quá mọi người ạ. Hôm qua thì tương tác cao lại không có hàng mới. Hôm nay thì ngập tràn hàng mới thì lại bóp tương tác. Mọi người chấm bài viết chia sẻ livestream cho em với. Quần em mặc là về rồi, đợi bao nhiêu rồi. Ít nhất phải 5 hôm rồi em mới có hàng để trả cho mọi người đây. Những đơn nào mà chậm ấy là chính là ở cái quần này. Hôm nay là hàng về đủ giả mọi người rồi nhá. Chị gái nào đã tham gia livestream rồi chấm bài viết lên cho em đi nào. Áo em mặc là hôm nay em về cho mọi người đủ màu rồi. Hôm trước là em bán duy nhất màu đen thôi. Áo này thì đang rất là hot trên thị trường đúng không ạ? Hôm nay em sale rẻ cho mọi người luôn để mọi người chia sẻ livestream giúp em với. Chị gái nào đã tham gia livestream rồi cho em xin một nút chấm và một nút chia sẻ kèm thêm cho một nút chia sẻ nhá. Hôm nay bác nào mà không xem livestream là rất là phí luôn, bởi vì làm sao ạ? Em thấy đây là livestream mà gọi là tổng hợp quá là nhiều siêu phẩm luôn và rất là nhiều hàng mới luôn. Em thấy là cái hàng mà gọi là đẹp nhất từ đầu tháng đến giờ luôn, lô hàng mà đẹp nhất từ đầu tháng đến giờ luôn mà không lên được view luôn. Mọi người chấm bài viết chia sẻ livestream của em rồi nha. Hôm nay em có cả đồ bộ, váy vóc, váy thiết kế, quần áo, áo len gì cũng toàn là hàng hot trend luôn cho mọi người luôn. Đây, đấy, cái vòng cổ em cũng bán cho mọi người luôn, ok chưa? Mọi người đẩy view lên cho em với nhá. Quần shop em đang mặc bán cho các chị với giá 95.000 đồng cho một cái quần này thôi. Áo này hôm trước em bán là 99.000 đồng được chưa? Áo này em bán là 99.000 đồng, hôm nay ế quá luôn ấy, tương tác rất là kém, em bán mở vía đầu like cho mọi người luôn. Xỉ bằng lẻ luôn cho mọi người luôn nha. Em chốt cho các chị với giá 90.000 đồng thôi, ok chưa? Với điều kiện các chị phải chia sẻ livestream của em nha. Mọi người đừng comment lên cái gì lên cái kia nha. Em đợi đến lúc nào nhiều view rồi em sẽ lên. Mọi người chấm bài viết chia sẻ livestream của em nhá. Không chia sẻ em không chốt đơn và phải ít nhất là 5 đến 600 người xem thì em sẽ tiếp tục like. Còn nếu như mà dưới 500 người xem thì em xin phép nghỉ like luôn mọi người nhá. Vì hôm nay hàng quá là nhiều, hàng đẹp luôn. Ấy mọi người không mua lẻ thì em cũng đóng cho xỉ thôi ạ. Vòng cổ năm mặc là em chốt tại livestream cho các chị với giá là 79.000 đồng thôi ạ. 79.000 đồng cho một cái vòng cổ titan mà các chị đeo được hai kiểu luôn. Nó sẽ có cái kiểu là hình cái gì nhỉ? Các chị cài vào nó sẽ là cỏ bốn lá này. Em cũng vừa lấy em bị tan ra rồi em cũng chưa biết, để đây này mọi người này. Cài vào thì nó sẽ là hình tròn như này. Ok chưa? Mọi người sẽ đeo được hai kiểu luôn. Vòng này mọi người đeo được hai kiểu, một là kiểu này, hai các chị tháo ra cho em thì nó sẽ thành hình trái tim này, cực kỳ xinh luôn mà có 79.000 đồng luôn. Mọi người đẩy view lên giúp em nha. Chia sẻ livestream cho em một lần về trang cá nhân và hai lần trên hội nhóm lớn để em tiếp tục livestream cho mọi người. Có hoa tai không hoa tai thì em không nhé mọi người. Tiếp theo này các chị ơi, bây giờ em sẽ thả thính cho các chị vài cái mẫu xinh hôm nay nhá. Các chị nhìn em cái váy này. Váy này là thật sự hôm trước em đã bán rồi, nhưng mà chất của nó chất sóng khác cơ. Còn đây là cái chất mà chuẩn như hàng hot girl livestream. Mẫu này là chuẩn hàng, người ta đang xỉ là 180-220.000 đồng. Các chị nhìn em cái tem nhá. Các chị nhìn kỹ em cái tem này, các chị để ý mà xem. Đây là hàng cao cấp luôn. Thỉnh thoảng em sẽ ôm được một cái lô nó rẻ như này. Bởi vì là người ta làm dư ra, ví dụ làm dư ra một, làm 1.000 con thì người ta làm dư ra cho dư ra còn tầm dư ra là 200-300 con thì em sẽ ôm hết, thì em sẽ ôm được giá rẻ cho mọi người luôn, ok chợ. Còn hàng này hàng đẹp, hàng may kỹ đấy mọi người, chỉ có hơn 100.000 đồng một tẹo thôi. Hôm nay rất là nhiều váy xinh luôn này, áo váy cho mọi người luôn. Cái này của em là áo váy nhá, em có đăng ảnh rồi ạ. Hàng hai lớp cho em nhá. Form này các chị nhìn của em, cái tang này rất là xịn sò luôn. Chấm bài viết chia sẻ livestream của em nhá. Váy sơ mi của em này, set bò nhà em cũng có luôn. Hôm nay là váy sơ mi này, váy set bò gì cái gì cũng có luôn. Váy len hot girl Hương Giang Nguyễn mặc, nhìn em chính cái chất này luôn nhá. Nhìn em cái chất này không lại bảo là bán hàng rẻ mà bán hàng đẹp cho mọi người. Cái váy này là có hot girl Hương Giang Nguyễn mặc rồi. Hàng này là trên thị trường là có một loại nữa, là chất của nó là chất zip, chất của nó là chất zip, còn em bán là chất len chuẩn như hàng hot girl livestream, ok chưa? Đẩy view lên của em đi nào. Mỗi chị gái cho em xin một nút chia sẻ váy hoa của mọi người đây. Váy hoa vẫn phục vụ các chị là 159.000 đồng thôi. Mẫu này lâu lắm rồi mới về được hàng ạ. Em nợ đơn rất là nhiều của khách đây. Hôm nay về được 200 con thì em phải giả lương đợ gần 100 con rồi, còn bao nhiêu là em bán lốt cho mọi người thôi nha. Đấy, chia sẻ livestream của em đi. Hôm nay gì cái gì cũng có mọi người. Nhìn em cái set bò này, đặc biệt áo len hôm nay đẹp ơi là đẹp luôn ấy, mà sao tương tác hôm nay kém kinh khủng luôn ấy. Chấm bài viết chia sẻ livestream, cứ bắt đầu là lên 500 người xem là em bắt đầu vừa bán hàng luôn cho mọi người luôn nhá. Set LI cho mọi người luôn, set bò cho mọi người nha. Đây này, áo len cho mọi người luôn này, áo len nhá. Len nố các chị mặc đi biển xinh chưa? Áo này rất là xinh mà mỗi tội là có ít số lượng ít nên em không có đăng ảnh là
sợ mai mọi người không mọi người lại hỏi, nhắn tin hỏi nhiều này, xinh chưa? Cái áo này các chị mặc cái quần loe cho em thì phải gọi là đỉnh quần sao vôn hay là áo baby này, áo kiểu cho em này, áo kiểu này mọi người, áo kiểu này. Đấy, hôm nay toàn ứ xinh luôn, mọi người chia sẻ live stream đi. Mỗi chị gái cho em xin một lúc chia sẻ nào mọi người. Mỗi chị gái chiêu em xin một lúc chia sẻ để view. Không chia sẻ về trang cá nhân, chia sẻ vào trong hội nhóm luôn giúp em nha. Áo nó mặc là có 3 tông màu, à áo 3 lỗ nhà em về cho mọi người rồi, áo tâm đâu ấy nhở? Áo tâm 3 lỗ, hôm trước bác nào chưa chốt được em chốt lại cho mọi người nha. Hôm nay mới về được hàng cho mọi người. Đấy, cái lúc hỏi của nó thì bảo mang lên rồi. Đây, áo này các chị sẽ được tặng kèm thêm một cái tang đấy, kèm cái tang đấu. Đây nhá, áo này là có 49.000 đồng thôi. Cái áo tâm 3 lỗ này hôm nay hàng nó mới về được. Hôm trước bác nào mà chưa chốt được chốt đi ạ. 49.000 đồng, 40 đến tầm 55, 56 cân là mặc ok nha. Dáng có laptop. Còn quần em mặc là hôm nay có sẵn cho mọi người rồi. Hôm trước là phải đợi hôm nay mới có sẵn cho mọi người. Đấy, hôm trước là nhiều người xem thì lại không có hàng sẵn. Hôm nay nhiều hàng sẵn thì lại ít người xem. Thế nên là mọi người cố gắng tương tác của em với nhá. Áo đơn mặc là hôm qua em bán đúng 99.000 đồng, mọi người có thể tua lại livestream và em bán đúng một cái màu đen này thôi ạ. Nhá, hôm nay ế ẩm em xin phép bán câu view đồ like để cho mọi người chia sẻ livestream của em. Màu này các chị ghi cho em là áo len nỗ kèm màu kèm số loại, em bán tặng đầu livestream với giá là 89.000 đồng nhá. Áo len nỗ em có màu, em đang mặc các chị ghi cho em là màu xanh. Áo len nỗ em có màu này các chị ghi cho em là màu vàng và áo len nỗ em có màu này là màu đen nhá. Trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 60 62 cân là vừa. Ai lấy mẫu này các chị ghi cho em là áo len nỗ kèm màu kèm số loại. Con này em bán phải trên 500 con rồi mọi người ơi. Em bán trên 500 con rồi. Hôm nay sẽ là live stream cuối cùng em bán mẫu này. Nó về cái bảng màu mới nhá. Bán đi bán lại mọi biết là mọi người xem mãi rồi cũng chán rồi. Đây sẽ là live stream cuối cùng em bán cái áo này. Ai lấy len nỗ ghi em là len nỗ hai bảng màu mới về xong cực kỳ xinh. Quần em mặc là em chốt tại live stream các chị với giá là 95.000 đồng và em có 3 size SML nhá. Em có màu em mặc là màu đen và một màu nữa là màu xanh. Các chị ơi nhiều em cái màu xanh này. Thôi chưa? 3 size SML, size S là dưới 46, size S là dưới 46, size M là dưới 51 và size L dưới 56 cho em. Một cái quần loang như thế này nó đang hot trên Hoàng Lang được chưa? Nó đang hot trên Hoàng Lang. Em phục vụ các chị tại livestream này 95.000 đồng một cái quần sóc bò đúng không ạ? Mặc cho em 3 4 tháng chán đi vất đi cho em rất là rẻ rồi. Nhớ nhá. Nhớ phải chia sẻ livestream cho em này. Ui ôi, cái áo màu xanh này mà đi với cái quần màu xanh này thì lại hợp này. Áo màu xanh đi với quần màu xanh thì hợp hơn nhá. Đấy, ai lấy quần loang các chị ghi là Q20 kèm size kèm số loại. Q20 các chị không ghi là quần em năm không ghi là quần sóc bò, ghi giúp em là Q20 đi. Hoặc là mai nhân viên nhà em nó lại nhầm mẫu các chị nhá. Q20 em có màu đang mặc là màu đen và Q20 em có màu này các chị ghi là màu xanh. 3 size SML 40 đến tầm 56 cân là mặc ok luôn cho em nhá. Em không nhá chị Trinh Cherry ơi, em chỉ bán bên này thôi. Chân váy em có nhá, chân váy em không có đâu. Ai lấy mẫu này các chị ghi là Q20 kèm size kèm số loại. Trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 55-56 quần đi ở chân váy này còn không? Chân váy này thì em chỉ còn mỗi size S và size L thôi ạ. Hết sạch size M nha. Size S là dưới 46-47 này. Size M size L là tầm 50 đến 56 cân. Cái hàng này của em là hàng theo nha. Trên livestream nhìn rõ độ dày của cái quần luôn và hàng của em là hàng theo chất bò và bên trong của nó sẽ có lót bên trong được chưa? Bên trong của nó sẽ có lót bên trong. Em phục vụ các chị tại livestream này là 129.000 đồng thôi. 129.000 đồng cho một cái chân váy bò hàng theo của em, ok chưa? Nhận hàng nhớ bóc hàng ra kiểm tra hàng trên toán. Nhưng mà lưu ý cho em là em chỉ còn size S. Em chỉ còn size S và size L thôi nha. Ai lấy mẫu này các chị ghi là chân váy DO kèm size kèm số loại. Chân váy DO kèm size kèm số loại giúp em nha. Áo C, túi CK màu lâu còn không em. Em còn đúng một cái để em đeo thôi các chị nhá. Hết hàng rồi ạ. Em lên cho mọi người một cái áo len tiếp nha. Lên tiếp áo len hay là lên áo phông nào mọi người ơi. Áo baby đẹp chưa? Rồi cái bảng màu đẹp xuất sắc luôn nha. Riêng cái gì mà không mua nhà em, hàng len không mua nhà em là có lỗi đi nhá. Quần sóc bò nó mặc trên người là 95.000 đồng. Bây giờ lên cho các chị váy hay là các chị muốn lên áo len à? Lên cái gì đầu tiên à? Thôi em lên cho các chị luôn con baby này nhá. Baby này xinh quá này. Baby này nhá, giá ế ẩm em phục vụ các chị luôn 99.000 đồng. Chất len của nó chất len mềm này. Được chưa? Em dơ gần cho mọi người xem này, chất len mềm nó không bị khô quá đâu ạ. Trong cái này của em là len Montogi hàng Quảng Châu nhá. 40 cái dáng này của em là dáng crop laptop. Bác là không thích mặc dáng crop laptop thì thôi. Em nhắc lại áo đã mặc này. Áo đã mặc các chị ghi giúp là áo len nỗ kèm màu kèm số loại. Em sell lốt tại livestream này với giá là 89 nhá. Giá này để cho mọi người tương tác đầu livestream. Bác là không chia sẻ em vẫn chốt với giá 99.000 đồng. Tôi
qua. Len nổ em đang mặc là màu xanh, em có màu vàng và len nổ em có màu đen. Cơ hội cuối cùng để mọi người chốt với giá là 89.000 đồng thôi ạ. Ê quá, hôm nay tương tác kém quá nên là em bán sale cho mọi người. Yên tâm, váy hôm nay thì gọi là quá là trời là váy luôn. Mọi người cứ yên tâm, hôm nay kiểu gì các chị cũng sẽ săn được cái váy để cho mọi người mặc nhá. Váy hôm nay em ôm được cái lô thiết kế rất là rẻ luôn. Thường là các chị mua tầm hơn 200.000 nhá, em ôm được sale chuẩn hàng may đẹp đấy ạ. Đấy, vòng cổ em đang đeo trên người các chị ghi là vòng trái tim đi. Ghi à, ừ đúng rồi, các chị ghi là vòng trái tim kèm màu kèm số. À, em xin lỗi, vòng trái tim kèm số loại. Em phục vụ các chị cả livestream này có 79.000 đồng thôi ạ. 79.000 đồng cho một cái vòng trái tim này, các chị sẽ đeo được hai kiểu luôn cho em. Một là kiểu em đang đeo này, của cái áo baby này các chị ơi. Baby kèm số điện thoại giúp em này. Baby này các chị mặc với quần loe cho em hoặc là dáng cờ đắp tóc cho em đều ok nha. À, em xin lỗi, mẫu này các chị ghi là cổ len cổ tròn đi hay là ghi là A gì? A7 đi. A7 kèm màu kèm số loại giúp em nha. A7 đang mặc trong người là em có màu này là màu hồng ạ. Áo này nhà em 40 đến 58 cân, các chị nhìn nó bé bé thế thôi nhưng mà chất len nó cực kỳ co giãn, nhưng mà dáng của nó dáng cờ đắp tóc. Mọi người phải mặc ít nhất với một cái quần quạt cạp cao hoặc là các chị có thể phối với một cái chân váy dài giúp em nha. A7 em có màu hồng, A7 em có màu này là màu đen và A7 em có màu này các chị ghi là màu be. Màu be các chị sẽ nhìn rõ chất của nó là chất len Montogi hàng Quảng Châu nha. 99.000 đồng cho một cái áo này thôi. A lấy mẫu này các chị ghi luôn là A7 kèm màu kèm số loại nha. Còn quần sóc bó mặc trên người em vẫn phục vụ các chị tại livestream này với giá là 95.000 đồng thôi. Em lên cho mọi người một cái áo điệu điệu đã nhá. Áo điệu này xinh này mọi người, em lên cho mọi người một cái áo điệu điệu này đấy. Thời tiết này các chị diện ok này. Mặc màu gì nhỉ? Em mặc các chị màu be đi. Áo này các chị ghi là áo cổ lơ kèm màu kèm số loại. Em phục vụ các chị luôn, cái này của em là chất xốp ạ. Cái này của em là hàng chất xốp nha. Em phục vụ các chị tại livestream này với giá là 118. Vòng các chị mua đi. Đây này, em mặc không với cái áo hai dây cho mọi người. Em mặc không với cái áo hai dây để cho mọi người nhìn form này, đẹp chưa? Đấy, mọi người sẽ đeo được hai kiểu, em hướng dẫn mọi người nhá. Có bao tiền? 79.000 đồng. Vòng này em cũng bán là 79.000 đồng sáng chưa? Riêng cái vòng titan này em bao các chị là ngâm nước 3 tháng nếu như mà nó bị bạc, được chưa? Riêng cái vòng tay này em bao các chị là 3 tháng nếu như nó bị bạc, bị han thì em cho các chị đền các chị một đổi một, ok chưa? Đây này các chị ơi, nhìn hộ em cái vòng cổ này. Mình sẽ đeo được hai kiểu, một là các chị gập vào thế này cho em này, một là gập vào cho em như này thì nó sẽ là hình cỏ bốn lá cho em, được chưa? Mang lại may mắn cho mọi người. Không thì các chị không thích mặc này thì các chị thả ra cho em bốn cái hình trái tim này, rất là xinh luôn, nó có điểm nhấn cho mọi người, có 79.000 đồng thôi. Cứ nhận hàng bóc hàng ra kiểm tra hàng cho em, ok chưa? Áo này các chị ghi là áo cổ lơ kèm màu kèm số loại. Em chốt tại livestream với giá là 118.000 đồng nha. Váy cúc bọc em hết hàng rồi nha chị nhá. Cái gì mà trên mắt không còn nghĩa là hết hàng rồi. Đấy, áo này của em là trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 56 cân là mặc vừa. Áo cổ lơ em mặc trong người em có màu lơ mà các chị ghi giúp em là màu be. Cổ lơ em có màu này các chị ghi giúp em là màu đen và cổ lơ em có màu này các chị ghi giúp em là màu cốm nha. 118.000 đồng. Áo này thì không mặc với cái quần này hợp được. Các chị phải mặc với một cái gì nó điệu điệu nha. Còn quần sóc bò em mặc là hôm nay về đủ màu đủ size và ship sẵn luôn cho mọi người rồi. Em phục vụ các chị với giá là 95.000 đồng. Ai lấy quần sóc bò các chị cứ ghi giúp em là quần sóc bò. Bây giờ em sẽ mặc cho các chị cái quần này màu đen thôi nhỉ. Các chị phối với quần tata đi. Áo này các chị mặc với quần tata là sẽ là hợp nha. Quần tata em phục vụ các chị tại livestream này với giá là 82.000 đồng cho mấy quần tata này thôi. Quần này em vào đúng 70.000 đồng. Em xin lỗi, 82.000 đồng. Quần này em bán cho các chị 82 và em vào đúng 70.000 đồng, được chưa? Loài điêu mất lòng luôn, vào đúng 70.000 đồng một cái quần luôn ạ. À. Nhá, quần tata em đang mặc trong người em có màu đang mặc là màu đen nha. Quần tata màu đen, quần tata có màu này là màu hồng, em có màu này các chị ghi em là màu be. Em có màu này các chị ghi giúp em là màu xanh. Quần tata có màu này là màu lâu và màu cuối cùng các chị ghi giúp em là màu vàng. Size S là dưới 55 và size M dưới 70 cân giúp em. Áo đang mặc là phục vụ các chị tại livestream này với giá là 118.000 đồng thôi, rất là xinh nhẹ nhàng cho em. Hoặc là các chị có thể phối với chân váy dài. Áo này mọi người phối với chân váy dài cho em cũng ok nha. Áo cổ lơ kèm màu kèm số loại 118.000 đồng, trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 56-57 cân là mặc ok. Sock bò em chỉ có hai màu đấy thôi các chị nhá. Quần sock bò đấy là 95.000 đồng. Đây là có cả màu xanh này mọi người. Quần sock bò em có cả màu đen và màu xanh. Đây em giơ cho mọi người xem lại màu xanh này, chất đẹp kinh khủng luôn nha. Ấy mà có 95.000 đồng cho một cái quần sock bò này thôi. Nó không thể nào giống như cái hàng mà các chị mua 300-400.000
Được chưa? Nó không thể là giống như hàng các chị mua 300-400 nghìn, đừng kỳ vọng của em quá nhá. 95 nghìn đồng thì nó cũng chỉ bằng những cái hàng mà các chị có thể mua ngoài thị trường tầm 150-160 thôi, được chưa? Đấy, các chị là quan trọng là các chị mặc vài tháng cho em là ok, xong rồi mọi người chán thì mọi người chất vứt đi cho em nhá. Để em giơ gần cho mọi người xem này, em có màu xanh và em có màu này là màu đen, các chị ghi giúp là Q20 kèm size kèm số loại. Quần legging ngố em về sẵn rồi nhá chị nhá, quần legging ngố em vẫn phục vụ các chị tại livestream này với giá là bao nhiêu nhỉ? 36. Quần legging ngố thì em sell lốt tại livestream là 36 nha. Còn quần legging ngắn này hôm nay em về các chị là để kèm cho mọi người mặc với váy cho em. Quần legging ngắn em phục vụ các chị tại livestream này với giá là bao tiền nhỉ? 29 nghìn đồng. Các chị ghi là quần ngắn đi, các chị ghi hộ em là quần ngắn, đây mới là siêu phẩm này. Con này em về được đúng 200 con ạ. Nhưng mà đơn nợ của khách thì cũng đang gần 100 con rồi và cả đơn sỉ nữa nhá. Là con này em sẽ chốt cho mọi người 50 con thôi, không chốt nhiều nha. Hàng này các chị mua được đâu dưới 200 nghìn đồng với điều kiện là hàng phải có size như nhà em, ok chưa? Hàng phải có size và form to rộng chất của em như này này. Đấy, và hàng của em là hàng hai lớp. Em sẽ tặng kèm thêm các chị một cái váy hai dây này bên trong để các chị mặc nó không lo là bị xuyên thấu bên trong. Các chị soi kỹ hộ em này. Các chị soi kỹ hộ em là hàng hot girl người ta mặc là không hề có lót bên trong đúng không ạ? Nhưng mà hot girl thôi, chứ chị em mình đi làm thì các chị không thích lắm khi là hơi mỏng một tí là mọi người đã không thích rồi. Thế nên là em làm luôn cho mọi người thêm một lớp này để cho mọi người mặc là yên tâm là không lo là bị xuyên thấu bên trong, ok chưa? Cả một cái váy này em phục vụ các chị 159.000 đồng nha. Lô này là lô cuối rồi. Bác nào mà hôm trước chưa chốt được thì chốt lại, em sẽ ưu tiên cho bác nào mà hôm trước chưa chốt được luôn cho em nha. Một cái váy thiết kế 159.000 đồng, riêng váy này mua được đâu dưới 200.000 đồng, không cần phải mua với giá 159.000 đồng nhà em. Các chị hoàn hàng cho em ok chưa? Bởi vì con này em đi mua sỉ, được chưa? Em đi nhập vào đã là 220 để là làm ra mẫu cho mọi người, em đi mua mẫu sống là 220.000 đồng đây này. Đấy, được chưa? Xinh kinh khủng luôn, trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 68-70 cân mặc ok luôn cho em. Mọi người không thích mặc dáng dài nhưng mà mọi người có thể là sơ vin ô sọc cái máy nó để cao thế nhỉ? Em một tí em để hạ thấp xuống đây nhá. Mọi người ghi hộ em là gì nhỉ? Váy ghi là váy hoa đi. Mẫu này các chị ghi thôi là váy hoa kèm màu kèm số loại. Trời ơi, 159.000 đồng luôn. Chị gái là mới đẻ xong cho con ti cởi cái cúc này cho ra cho em luôn này. Bác các chị ơi nhớ nhá, riêng váy này không chia sẻ em không cho đơn. Riêng váy này không chia sẻ không cho đơn, các chị không lấy. Riêng váy này em đóng cho sỉ thừa sức luôn cho em các chị ơi. Dáng cực kỳ xinh luôn này. 40 đến tầm 68 70 cân là mặc vừa luôn. Mọi người không thích mặc rộng nhưng mà có thể thắt cái đai này giúp em nhá. Không thích mặc rộng nhưng mà thắt cái đai này, đai này thì em bán kèm cho mọi người với giá là 59.000 đồng. Các chị ghi giúp em là đai dây kèm số loại 59.000 đồng cho một cái đai dây này thôi. Dây này các chị đây, mọi người cài vào cho em này cho nó có điểm nhấn nhá. Nhưng cái váy này này, đây các chị nhìn em này, bây giờ em cộng cho mọi người này, vòng cổ long long đeo trên người em chốt cho mọi người có bao tiền ạ? Vòng cổ là 79.000 đồng, sang kinh khủng luôn nha. Vòng cổ là 79 này, cái lắc tay này nhá, các chị nhìn em này, cái váy này đi về cái lắc tay này có hợp không ạ? Lắc tay là 79, riêng lắc tay em tự tin bởi vì là bản thân em là đã kiểm nghiệm 35 rồi nên em cam kết cho các chị nhá. Vòng cổ thì em chưa đeo bao giờ, em nói thật là vòng cổ là em chưa đeo bao giờ, em không cam kết cho mọi người. Nhưng mà riêng lắc tay này em sẽ cam kết cho mọi người là ít nhất là 3 tháng ngâm vào nước 3 tháng cho em là không bị han bị gì, ok chưa? Đấy, vòng cổ này các chị ghi là vòng titan kèm số loại, còn áo lắm à, em xin lỗi, vòng tay này các chị ghi thôi là vòng titan kèm số loại, còn còn vòng cổ này các chị ghi là vòng trái tim nha. Vòng trái tim cũng là 79, còn cái vòng tay này cũng là 79.000 đồng thôi. Còn váy lắm mà các chị ghi là váy hoa kèm số điện thoại ạ, hai size SM, size S là dưới 55 và size M là dưới 78 cân giúp em, xin lỗi, size M là dưới 68, size S là dưới 55 và size M là dưới 68 cân giúp em này. Mọi người đeo thêm cho em cái túi sách này, nhẹ nhàng đơn giản chưa? Cài cái này vào cho em cao 1m50 là em mặc qua bắp chân, thế nên các chị cái nào tầm 1m6, 1m7 cho em là yên tâm là vẫn qua đầu gối giúp em nhá. Đơn 7 ngày rồi chưa nhận được, chị ghi giúp em là kiểm tra đơn hàng giúp em nhá. Bác nào mà đơn mà chưa nhận được hàng ấy hay là đơn hàng lâu, các chị cứ để lại số điện thoại ghi giúp em là kiểm tra đơn hàng cho nó nhanh nhá. Em thả dáng ra cho mọi người. Con này các chị không phải cài dây đâu, không cần phải cài dây, thả ra cho em cũng ok mà. Thắt lưng này là 59, em vào đúng 5 năm rồi. Cái này là em bán kèm thôi chứ một cái bên em sẽ không đi đơn. Cái này là bán kèm để cho mọi người gọi là mặc về váy cho nó hợp thôi nhá. Đây mọi người
người ngắm kỹ em váy này một lần nữa này. Các chị ghi luôn là váy hoa kèm sổ lưa, em chốt tại livestream với giá là 159.000 đồng, 40 đến tầm 68 cân mặc vừa, và nó có 2 size SM. Tiếp này, cái váy này thì mặc nó nhẹ nhàng sương sương thôi, em có đăng ảnh hot girl mặc rồi nha. Cái này là bầu bí hon chen thoải mái, 40 đến tầm 70-80 cân là mặc vừa. Cái này chất của em là chất zip nha. Thời tiết này các chị mặc chất zip thì nó hơi dày đấy, tùy vào theo suy nghĩ của mọi người nha. Còn với cái chất này thì em bán là bình thường, em bán rất là nhiều rồi nha. Mẫu này là em sale lốt, em chốt tại livestream các chị có 88.000 đồng thôi. 88.000 đồng cho một cái váy này, các chị gọi cho em là váy gì nhỉ? Váy khuyết ngực nhá. Váy kẻ. Váy này các chị ghi là váy váy kẻ zip đi. Mẫu này các chị ghi luôn là váy kẻ zip kèm số loại, em chốt tại livestream với giá là 88.000. Cái váy này không mặc đi chơi mặc đi ngủ cũng được luôn này. Không mặc đi chơi mặc đi ngủ cho em nhá. Chia sẻ livestream giúp em với nào, tương tác hôm nay kém quá mọi người. Tương tác hôm nay kém quá, chẳng thấy nhảy comment gì vậy. Hôm nay hàng đẹp như này mà mọi người ơi. Chia sẻ livestream giúp em với nào, mỗi chị gái cho em xin một lúc chia sẻ nào. Đây mặc cho mọi người cái váy này nhá, váy này đẹp này, ngon bổ rẻ này, có bao tiền 88.000 đồng thôi, rẻ hơn cả một kéo không. À váy giá này là em bán để câu view nhá, để cho mọi người tương tác của em với nhá. Chấm chấm bài viết chia sẻ livestream của em đi nào mọi người. Chấm bài viết chia đây. Em đang mặc cái hai dây bên trong này nhìn nó hơi buồn cười một tí nhá. Em cao 1m50, đâm ra váy này em mặc nó hơi bị dài nhá. Các chị tầm 1m6, 1m65 là mặc đẹp. 1m6 này hay là 1m55 các chị mặc đến tầm này là ok này. Đấy, váy này bầu bí hon chen thoải mái, 100 cân vẫn vừa. Riêng váy này cực kỳ co giãn, 100 cân vẫn vừa. Ghi ơi là váy kẻ kèm số loại à? Váy kẻ kèm số loại em chốt tại livestream với chị 88.000 đồng. Dáng dài rộng luôn cho em. Dáng dài rộng nhá, 40 đến tầm 70. À váy em mặc là 40 đến tầm 80 cân là mặc ok. Ai à, lấy váy này các chị ghi ơi là váy kẻ kèm số loại này. Em có chị. Váy kẻ kèm số loại nhá. Váy kẻ nhá, váy kẻ 88.000 đồng, 40 đến tầm 80 cân là mặc ok. Đấy, bác nào lấy váy kẻ chốt luôn giúp em với nhá. Gấu áo pha phông loang gấu là cái gì? Con này còn nhiều không Trắng? Phông loang bây giờ em chỉ còn có 3 mẫu này thôi. Phông loang này là chốt tại livestream các chị với giá là đồng giá là 108.000 đồng nha. Phông loang em có mẫu này các chị ghi luôn là gấu to này. Phông loang em có gấu to. Phông loang em có mẫu này các chị ghi em là đờ riu. Và phông loang em có gấu này các chị ghi luôn là mẫu gấu ở hồng nha. Cái này em bán đồng giá các chị với giá là 108.000 đồng thôi. Trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 65 cân mặc vừa. Ai lấy mẫu này các chị ghi là phông gấu loang kèm màu kèm sống lại giúp em nha. Con gấu loang kèm màu kèm sống lại. Xếp bò LI này em phục vụ các chị tại livestream này với giá là 190.000 đồng nha. Ai lấy mẫu này các chị ghi là xếp bò, xếp LI, bò LI nha. Nghĩa là xếp bò LI kèm sống lại. Cái này của em là toàn bộ là in tràn cho em. Một cái áo này em bán riêng ra, một cái áo bò LI này bán riêng ra các chị đã là 145 rồi. Cả một set này là 190.000 đồng, là gọi là siêu rẻ luôn cho em nha. Các chị cứ đi tham khảo giá thoải mái. Ghi em là bộ LI nha, bộ LI tràn ý. Bộ LI tràn 190.000 đồng. Form to rộng 40 đến tầm 60-62 cân là vừa. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người ấy nhá. Bây giờ em sẽ lên cho các chị cái set bò. Set bèo, shop bò này hôm qua em về cho mọi người đủ màu này. Đâu rồi cái shop của laptop rồi. Hai màu mà. Set này hôm nay về nhiều rồi. Bác nào mà hôm trước chưa cho đồ chốt đi, em sẽ mặc các chị màu nhạt đi. Em mặc cho mọi người màu nhạt nhá. Set này hôm qua em bán đắt hàng lắm luôn này. Hôm qua ấy nhưng mà riêng mỗi set này bán siêu đắt hàng luôn cho em. Bao gồm một cái áo được chưa? Cái này là em bao gồm một cái áo và một cái quần luôn. Cả một áo này em bán riêng ra các chị đã là hơn 100 rồi. Rồi cả một set này em phục vụ các chị giá ế luôn nhá, 162.000 đồng. Các chị ghi em là set mẫu này hôm qua gọi là B1 à. B1 mọi người ơi, bộ này các chị ghi giúp em là B1 kèm màu kèm số loại nha. Em có hai tông màu cho mọi người lựa chọn này. B1 em có màu nhạt và B1 em có màu đậm. Cái này là em có đăng ảnh hot girl mặc rồi nha. À quần đây, quần này em về thêm cho mọi người rồi. Quần này lắm khi là các chị mặc đi ngủ cho em cho nó mát này. Một là các chị mặc đi ngủ, hai là cái quần này các chị có thể mặc bên trong với váy thì các chị mặc là nó không lo là bị xuyên thấu bên trong. Quần này các chị ghi giúp là quần ngắn, chốt tại livestream các chị có 29.000 đồng thôi. 29.000 đồng nha, để
cho mọi người bán kèm thôi. Bản của nó bản cạp cao và co giãn thoải mái, 40 đến tầm 65 cân là mặc vừa nha. Mặc bên trong thay váy cho em cũng được, mặc bên trong để cho váy nó đỡ bị lộ cho em nha. Đây này, dáng áo bò của em là form to, form rộng, cho nó form trùm mông. Cái quần này các chị mua riêng ra, em xin nói cái áo này nha, cái áo này mọi người mặc riêng ra, mọi người phối với những cái khác cho em như một cái áo bò bình thường thôi. Cả một set này là có 162.000 đồng cho cả một set các chị, những cái quần này chất đẹp chưa, mà có 162.000 đồng. Ghi là B1 kèm màu kèm số điện thoại nhá. B1 em có màu xanh nhạt và B1 em có màu treo ở đằng sau, ghi giúp em là màu xanh đậm, 40 đến tầm 60-62 cân tùy chiều cao cân nặng của các chị luôn. Bác nào mà cao ấy, bác nào cao gọn người thì tầm 62-63 nhá. Cái quần này của em này, quần này tầm 62-63 cân là mặc ok nhá. Cái áo này thì rộng rãi thoải mái, 40 đến 65 cân là mặc vừa, nhưng mà cái quần này thì tầm 40 đến tầm 62-63 cân thôi. Áo mặc các em xin lỗi, bộ mặc ghi giúp em là B1 kèm màu kèm số loại này, xinh lắm luôn đấy. Hôm nay hàng đẹp kinh khủng luôn mà tương tác nó kém mọi người ơi. Đây em bán rẻ cho mọi người nhá. Đây này, màu hồng, à em xin lỗi, màu đậm này mọi người. Màu đậm này các chị gọi gái này, 162.000 đồng, áp dụng nhớ phải cho em xin một lúc chia sẻ nha. Quần đùi trắng, quần bò trắng nhà em không có nhá chị ơi. Dép bánh mì em vẫn còn. Dép này em chốt tại livestream các chị với giá là 115.000 đồng, ngày nào cũng like. Thật sự là em muốn cắt mẫu để em chuyển sang mã tông rồi, nhưng mà mã tông nó không đắt hàng bằng cái dép này. Ngày nào cũng livestream đi cực kỳ nhẹ và êm chân luôn. Các chị nhìn của em này, em thả cái dép ra đấy, nhìn chân ngắn trơn, nhưng em đi thêm cái dép này nhìn nó rất là, nhìn nó độn thêm được vài phân luôn, nhìn chân nó rất là dài mọi người nhá. Dép bánh mì em có đủ size cho mọi người, 35, 36, 37, 38 và size 39. Mọi người đi size gì chốt size đấy giúp em. Em có hai màu, em có màu trắng và em có màu đen. Ai lấy dép bánh mì các chị ghi thôi là dép bánh mì kèm size kèm số điện thoại luôn. Còn bộ em mặc các chị ghi luôn là B1 kèm màu kèm số điện thoại này, hai tông màu nhá, xinh kinh khủng luôn nhá. Mà các chị có thể mua không nhá, cái áo này nhá, mọi người mặc không cho em với một cái kiểu khác cho em, chứ không phải là cứ áo này mình đi với quần này. Quần này mình cũng mặc không như một cái quần bình thường, mình mặc với áo phông, áo sơ mi cho em nhá. B1 kèm màu kèm số điện thoại đi, 162.000 đồng, yên tâm bao giá cho mọi người luôn, ok chưa? Cái set có laptop của em hôm trước bán quá trời quá đất rồi nhá. Hôm trước bán rất là nhiều rồi, hôm nay em về cho mọi người, đợi em một tí em sẽ lên màu cho mọi người. Hôm nay em về các chị váy Miu Miu. Hôm nay em về các chị cái váy Miu Miu nha. Như ảnh mẫu mặc là dáng của nó là sẽ trên đầu gối, nhưng mà khách nhà em là các chị không thích trên đầu gối, cứ phải qua đầu gối. Nên em về các chị dáng dài luôn này, mà có 139.000 đồng cho một cái váy Miu Miu, váy bò này nhá chị nhá. Bò đấy mọi người ơi, y hệt như hàng Hot Girl Line, ok chưa? Mà có 139.000 đồng, nhận hàng, bóc hàng ra, kiểm tra hàng, thanh toán. Váy này của em là 40 đến tầm 65-68 cơ là mặc vừa này, có cần mặc không? Mọi người có cần mặc không thì thả tin đi, em mặc cho mọi người. Hôm nay hàng đẹp lắm, mọi người chia sẻ livestream giúp em với. Em nhắc lại, bộ em mặc lại 40, váy nó mặc là 40 đến tầm 60-62 cân là mặc ok cho em nhá. B1 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá, 162.000 đồng. B1 em có màu là mặc là màu nhạt và B1 em có màu này là màu đậm. Đấy, em dơ gần cho mọi người xem một lần nữa này. Nếu như mà không thấy shop gọi chị ghi giúp là kiểm tra đơn hàng giúp em nhá. Kiểm tra đơn hàng giúp em. Dép bánh mì là 165.000, em xin lỗi, dép bánh mì là 115.000 đồng. Đây này, màu xanh nhạt này mọi người ơi. Em sẽ có màu xanh đậm này, B1 nhá nhá, B1 kèm màu kèm số loại. Set bò LI em phục vụ các chị tại livestream này với giá là 190.000 đồng. Bộ này em dơ cho nó nhanh nhá, bộ này em có đúng 50 bộ thôi nên em sẽ livestream nhanh cho mọi người. Trên livestream các chị nhìn rõ chất của nó. Cái áo bò này hôm trước em bán rồi đúng không ạ? Cái áo bò này hôm trước em bán rồi, em có đúng 50 bộ thôi nên em sẽ không mặc nhiều đâu ạ. Bộ nào mà em có số lượng tầm 200-300 bộ thì em mới dám mặc nhá. Đây là quần này các chị ơi, xinh kinh khủng luôn, em có đăng ảnh Hot Girl mặc rồi. Cả một set bò này mà có 190.000 đồng, bao quá chị kiểm tra hàng chưa thanh toán, ok chưa? Ai lấy mẫu này các chị ghi là bộ bò LI kèm số điện thoại. Tiếp theo cho mọi người luôn, lên một siêu phẩm tiếp theo, set của laptop này. Ồ, cái set, một cái set bò này, cái set này còn rẻ hơn nữa, 155.000 đồng cho cả một set này. Hôm trước là có màu đậm, hôm nay không về đậm à? Ồ, em hôm nay không về đậm á? Đuối thật vậy, có về đậm mà, chắc chắn là có về đậm. Bộ này là hôm nay em về cho mọi người, chưa cắt cả mát luôn này. Đợi em một tí này, thôi lại cắt cái này đi rồi, cái đấy để tính sau đi. Thế đi, lên cho mọi người một ít váy nữa nhá. Bây giờ em lên cho mọi người váy hay là gì nhỉ? Váy hay là gì nhỉ mọi người, hay là lên áo len nhỉ? Vậy mà các chị ghi thôi là B1 kèm màu kèm số điện thoại luôn, B1 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Dép bánh mì em đang mặc, em chốt tại livestream các chị, em xin lỗi, dép bánh mì đang đi là chốt tại livestream với giá là 115.000 đồng nha. Đợi em một tí em cắt
cái lầy đã, váy hoa em vừa mặc rồi nha, em không like lại nữa đâu. Bác nào vào sau tí chịu khó tua lại livestream cho em, mặc bộ bò LI đi chị. Đợi em một tí này, thôi em sẽ mặc cho mọi người bộ bò LI nhá, nhưng mà có ít lắm. Bộ này có 50 bộ thôi, sợ mai không đủ chốt cho mọi người đấy. Bộ mặc cứ ghi em là B1. Còn cái gì nhỉ? Đây này. Đùa chứ. Một cái áo không này, xong là mặc với những cái khác cho em. Mua bộ này đi, siêu hời luôn, thật sự là siêu hời luôn nha. Tiếp này, comment bộ LI đi nhá, 190.000 đồng, 40 đến tầm 60-62 cân là mặc vừa nha. Trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 60-62 cân là mặc vừa. Toàn bộ đều là in tràn giúp em nha. Toàn bộ đều là in tràn nổi trực tiếp vào trên áo này. Con này thì siêu phê rồi, đẹp lắm. Nhưng mà mỗi tôi là có ít hàng quá nhá. Đấy, nhưng cái bò kia em bán cho mọi người có bao tiền? Nhưng cái kia em bán cho chị có tầm 160-170 thôi, hơn 100.000 đồng thôi, thì 190.000 đồng cũng không phải bao giờ là đắt cho mọi người đâu ạ. Cái quần này của em này, hai bên của nó có túi, các chị cho cái tay vào trong cái túi cho em nha. Đây, đeo thêm cho một cái vòng cổ, vòng cổ chốt tại livestream với giá là 79.000 đồng. Bộ bò LI kèm số loại. Rồi các chị ơi, em đã nói là rất là đẹp, nhưng mà em có 50 bộ, đâm ra em không dám mặc trên livestream các chị ống cho ạ. Bác nào là khách quen nhà em rồi, comment cho em xem nào, em có bao giờ bán đắt cho mọi người không? Được chưa? Với em 190.000 đồng là em hơi xém, em chỉ dám mai những cái hàng mà tầm 150-160 thôi. Còn nếu như các chị mua 190.000 đồng nhà em thì ít nhất là các chị phải mua ngoài thị trường tầm 250-280 là chuyện bình thường. Để em đứng xa cho mọi người xem giá ngay, rất là xinh luôn cho em nhá. Bộ này nó đang hot, nó hot một thời gian rồi. Thật sự bộ này nó hot một thời gian rồi, nhưng mà giá đợt đấy nó cao quá. Để mà bán cho mọi người em phải bán tầm 230-240 cơ. Em đợi xưởng người ta giảm xuống nha. Người ta giảm xuống, đến khi mà bán một thời gian là xưởng nó sẽ giảm xuống thì em ôm rẻ cho mọi người để em like cho mọi người. Chứ với em là hơn 200.000 khó bán lắm, không chạy được số lượng nhá. Và bộ này em có đúng 50 bộ thôi, ghi là bộ LI kèm số loại. Hết chưa? Em qua mẫu này, em lên cho các chị cái bộ crop top này nha. Bộ này thì rẻ, mọi người thích rẻ thì chuyển sang mẫu này giúp em này. Bộ này là em có hai tông màu, em có màu đậm và em có màu nhạt. Bộ này các chị ghi là bộ gì nhỉ? Bộ bò ngắn à? Bò ngắn, ghi là bộ bò ngắn mà thôi. Ghi em là B2 đi, mình nhắn tin không thấy shop trả lời. Chị ơi, tin nhắn nó rất là nhiều, thông cảm cho em nha. Bác nào mà cần kiểm tra đơn hàng hay như thế nào, ghi giúp em là kiểm tra đơn hàng của em. Bộ em mặc là 190.000 đồng, bao gồm cả một cái áo và một cái quần, được chưa? Với cái giá 190.000 đồng, các chị chỉ mua ngoài thị trường một cái áo bò của em thôi. Cúc của em là cúc bấm, em đứng gần cho mọi người xem này. Cúc của em cúc bấm nha. Đấy, được chưa? Chất rất là dày và đẹp luôn. 100 bao tiền? 190.000 đồng. Tiếp theo nha, em lên cho mọi người ít váy đi, mọi người chấm bài viết trên xả livestream giúp em đi. Váy bò sát lách em sale lốt tại livestream các chị với giá là 149.000 đồng. Con này nhà em là form to rộng, em xin lỗi, form 40 đến tầm 55-56 cân. Con này em còn tầm 30 con, hôm nay em sale lốt cho mọi người cho lô gọn mẫu. Đáng nghĩa bình thường em bán là 220.000 đồng, nhưng mà loại đấy là loại có túi, được chưa? Váy này là bên xưởng người ta làm nhầm cho em là loại không túi, nên là hôm nay em sale rẻ cho mọi người luôn. Đây các chị ơi, cái váy này đi thêm cho em một cái dây chuyền. Đeo thêm cho một cái dây chuyền, dây chuyền 79.000 đồng, được chưa? Dây chuyền các chị đeo được hai kiểu, các chị ghi là dây chuyền trái tim hoặc là các chị ghi là dây chuyền trái tim đi. Mọi người sẽ đeo được hai kiểu, một là kiểu như em đang đeo này, một là nó sẽ thành cỏ bốn lá gập vào nào nhỉ? Đây này, gập vào này này, nó sẽ thành lá hình cỏ bốn lá cho em. Hai là các chị thả ra cho em thì nó sẽ là hình trái tim, được chưa? Váy bò sát lách dáng của em nhá. Mẫu người ta mặc là trên đầu gối này, nhưng mà không phải chị gái nào mà cũng có thể tự tin mặc trên đầu gối, đúng không ạ? Em làm cho mọi người dáng dài luôn, 1m6, 1m7 vẫn qua đầu gối giúp em nhá. Váy này trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 55 cân mặc vừa, bác nào ngực nhỏ thì tầm 58 cân là mặc vẫn ok. Em sale lốt tại livestream với giá là 149.000 đồng. Trên livestream nhìn rõ độ dày của cái váy này, ok chưa? Ghi là váy bò sát lách kèm số loại, sale lốt tại livestream với giá là 149.000 đồng, 40 đến tầm 55 cân là mặc ok nhá. Mọi người đeo thêm cho em một cái túi sách là auto sinh. Bác nào mà bầu ấy, bác nào bầu với các chị chuyển sang váy này cho em này. Váy này thì nó rộng rãi thoải mái hơn. Em lên cho mọi người cái váy siêu phẩm Miu Miu này nhá. Váy này xinh kinh khủng luôn này, 139.000 đồng. 139.000 đồng một cái váy bò Miu Miu. Các chị comment giúp em là Miu Miu đi, Miu Miu kèm số loại. Mọi người ơi, đừng comment một cái đằng sau làm gì cả, em không trả lời được comment của mọi người đâu, em chịu thôi ạ. Nhá, ai lấy váy này các chị là váy bò sát lách nhá. Đang nhiều người xem em không trả lời comment của từng người một đâu. Bác nào cần gì các chị comment, em đọc mã hàng các chị lên số điện thoại cho em nhá. Còn em không
không like được theo yêu cầu đâu ạ. Đấy này các chị ghi số là váy Miu Miu kèm số nữa ạ. Em chốt tại livestream với giá là 139.000 đồng. Dáng của nó là dáng chữ A, váy này nó to, sẽ to và dài rộng hơn so với cái váy sát lách kia, ok chưa? Dáng suông nhé mọi người, đây em thả dáng ra cho mọi người xem này. Em xin lỗi, dáng chữ A nhá. To, béo, gầy, thấp đều ok. Em 1m50, em cao 1m50 và em nặng 46 cân, đâm ra em mặc nó hơi bị dài và hơi bị rộng. Ngược lại các chị tầm 1m6 ok chưa? 1m6, 1m7 vẫn qua đầu gối cho em là một. Thứ hai bác là mà 50-60 cân các chị này. Đấy các chị mặc đến tầm này là ok. Em mặc là nó hơi bị rộng và em có 40 mấy cân thôi nhá. Kiểu của nó là kiểu chữ A nhá, rất là xinh, như mẫu người ta mặc là trên đầu gối. Nhưng mà nhà em không bán được trên đầu gối, cứ phải qua đầu gối. Nhà em có xưởng rồi đúng chưa? Em có xưởng rồi nên là em làm cho mọi người dáng dài để là phù hợp với các chị, phù hợp với số đông. Ghi là váy Miu Miu kèm số thoại nhá. Miu Miu là 139.000 đồng thôi. Đứng gần cho mọi người xem chất này. Em đứng gần cho mọi người xem chất nhá. Đây, được chưa? Đấy, túi nhá, túi luôn này. Nắp túi, à túi này các chị là túi thật luôn cho em nhá. 40 đến tầm 65 68 rất là mặc ok. Ai lấy váy Miu Miu ghi em là váy Miu Miu giúp em nhá. 40 đến tầm 68 cân. Tiếp này, set chip em vẫn về thêm cho mọi người nhá. Set chip em phục vụ các chị tại livestream này với giá là set chip em phục vụ các chị tại livestream này với giá là 65.000 đồng, nhưng mà 5/5 hộp. Bác nào có đơn rồi dùng đơn nhá, em không có đâu chị Phương Lan. Ghi là set chip kèm số đưa hại em phục vụ các chị tại livestream này với giá là 65.000 đồng. Bên trong của nó là sẽ có lót bên trong này, bên trong của em là sẽ có lót kháng khuẩn bên trong này. Các chị lại co giãn thoải mái, 40 đến tầm 65 cân là mặc vừa. Ai lấy set chip các chị ghi em là set chip 60 hộp chip, ghi là hộp chip kèm số loại, cam kết các chị là hàng Quảng Châu nhá, và co giãn thoải mái 40 đến 65 cân mặc vừa. Ai lấy set chip ghiu giúp em là set chip kèm số loại. Mọi người ngắm kỹ giúp em là cái váy váy Miu Miu một lần nữa nhá. Ai lấy váy Miu Miu các chị ghi giúp em là váy Miu Miu nhá. 139.000 đồng cho một cái váy Miu Miu. Em lên cho các chị cái siêu phẩm này này. Mẫu này là hôm trước em mới bán màu đậm thôi. Hôm nay về màu nhạt cho mọi người mà có 155.000 đồng cho cả một set này. Một cái quần này các chị mua riêng ra đã là trăm hơn trăm rồi. Cả một set này 155 này. Set này hôm trước em bán nhiều nhiều lắm rồi mọi người ơi. 40 đến tầm set này hôm nay về đủ size không? Theo lên size L màu đóng màu gì vậy? Không có size. Lô này là lô về với size. À size L màu đậm. Thế màu đậm. Thế tại sao màu đậm không có? Không biết ở dây nào vừa tìm thì toàn thấy 81 thôi. Đây là 8. Hai bên có túi nha, có cả màu đậm nữa. Màu đậm kiếm cái màu nào để dơ dạng này. Đây nhá, bộ nó mặc là có hai tông màu. Em có màu nó mặc là màu nhạt và màu này các chị ghi giúp em là màu đậm nhá. Em có 3 size FML trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 62 63 cân là mặc vừa. Mọi người hay mặc size gì chốt size đấy giúp em. Size S là dưới 50, size M là dưới 56 và size L dưới 62 63 cân giúp em nhá. Ai lấy bộ này các chị ghi giúp em là bộ ghi giúp em là bộ B3 đi. Em xin lỗi, B2 nhá. Bộ này các chị ghi giúp là B3 đi. B3 kèm màu kèm số loại nhá. B3 có màu này là màu nhạt và B3 có màu này là màu đậm. Xem này của em có size nhá. 40 đến tầm 62 63 cân mặc vừa. Dáng của nó dáng cỡ laptop rất là xinh luôn cho em. Áo này cũng là một cái set rời luôn. Các chị có thể tách riêng ra mặc rời luôn giúp em nhá. Đeo thêm cho em một cái túi sách. Ghi là B2 kèm màu kèm số loại nhá. 155.000 đồng. 155.000 đồng nhưng mà cả một set này cho em ok chưa? Hôm nay mới về
cho mọi người màu nhạt ấy. Mọi hôm là không có màu nhạt đâu. Mọi hôm là em bán mỗi màu đậm này em bán số lượng rất rất là nhiều rồi à. 155.000 đồng. Đây là livestream cuối cùng em bán mẫu này nhá. Đây màu nhạt này mọi người ngắm kỹ em một lần nữa này. Cái áo này mọi người tách riêng ra đi. Có thể tách riêng ra, hôm nào chán chán không thích mặc cả set này mình tách riêng ra cho em. Dùng cái áo này mặc cho em như một cái áo bình thường luôn. Ok chưa? Ai đấy ghét set này ghi con là B2 à, em xin lỗi B3 kèm màu kèm số lại cho em nhá. Cái váy này của em là em về cho mọi người dáng ngắn y hệt như mẫu mặc nha. Mẫu này là em chốt tại livestream các chị với giá là 159.000 đồng. Dáng của nó hơi ngắn một chút này. Em có màu cốm rất là xinh luôn. Nhưng mà bác nào mà tầm là lùn lùn như em ấy thì các chị mặc là chắc chắn. Riêng váy này bác nào cũng có thể là mặc cũng phải là trên đầu gối cho em nhé, không qua đầu gối được đâu, bởi vì cái dáng này của em là dáng ngắn. Mẫu này các chị ghi hộ em là V mấy nhở? Có đến V bao nhiêu rồi? Ghi là V. Các chị ghi luôn là V30 đi à, V30 kèm màu kèm số điện thoại nhá. V30 em có màu này các chị ghi luôn là màu B này. V30 em có màu này các chị ghi luôn là màu cốm. Và V30 em có màu này các chị ghi luôn là màu đen nhá. V30 kèm màu kèm số điện thoại 159.000 đồng. Em có 3 tông màu cho mọi người lựa chọn. Em dơ gần cho mọi người xem chắc nhá. Chuẩn y hệt như hàng Hot Girl bán mà có 159.000 đồng thôi. Cái váy này dáng của nó là dáng phi size nhá, 40 đến tầm 58 và chất của nó có độ co giãn nhẹ. Đằng sau của nó kéo khóa. Mẫu mà các chị ghi giúp em là B3 là được nhá. Bò sơ mi tùy mẫu nhá chị ơi. Bộ mà các chị ghi giúp em là B3 nhá. 155.000 đồng. 155 em dơ lại toàn bộ bò nhà em hôm nay nhá, để cho mọi người chốt đơn này. Bộ bò em có này người đi. Bộ bò đang cầm trên tay các chị ghi là bò LI. Bò LI là 190.000 đồng nhá. Bộ này thì em có đúng 50 con thôi. Thế là mai bác nào may mắn bác ấy được nhá. Chất của nó rất là đẹp luôn cho em. Trên livestream nhìn rõ độ dày của cái bộ này. Em vừa mặc lên mọi người chốt rất là nhiều nhá. 190.000 đồng nhá. Con này em nhập rất là cao. Tiếp theo này, bộ này các chị ghi cho em này. Cái con này mới là đẹp. Con này, hai cái bộ này này, nó vừa rẻ tiền mà vừa đẹp. Nó bình dân thôi. Cái con NI kia thì nó gọi là hot trend thôi. Nó là hot trend nhá. Nhưng mà nếu như mà các chị nếu như mà các chị ơi, không phải nhá, chị Trinh Minh ơi, tùy vào từng nô nhá. Tùy vào từng lô, có lô thì nó sẽ về đậm và lô sẽ lô về nhạt và lô, ví dụ lô này là 9, lô này là 10, chứ nó không thể là giống nhau 100% được. Nếu như bác nào mà làm trong cái ngành mà làm áo bò không thể giống được, bởi vì mỗi một lần giặt nó sẽ khác nhau, nó sẽ bị phai đi một ít, phai đi một ví dụ lô này nó phai đi 10 này, đấy lô sau nó phai đi 9 nhá chị nhá, chứ nó không phải là giống nhau. Nếu như bảo là không giống nhau thì giống không giống nhau về cái form dáng ấy hoặc là túi tiết thôi, còn về cái độ màu là em không bao các chị đâu. Có thể lô này màu của nó đậm hơn một tí, lô sau màu nó nhạt hơn một tí, còn kiểu nó chỉ khác nhau là chỉ 19 10 thôi. Không nói thì mọi người cũng không nhận ra nhá. Trong cái ngành này thì không thể 100% được đâu nhá chị. Ai lấy bộ này các chị ghi là gì nhỉ? B1 nhá. B1 kèm màu kèm số loại. Em có màu nhạt và em có màu đậm. Với chưa kể là trên TikTok thì sẽ dùng app. Không phải là dùng app mà trên TikTok nó sẽ tự sửa cho các chị để làm sao cho cái ánh sáng nó đẹp, nhìn người nó lung linh. Thế nên là màu nó sẽ hơi khác. Còn nếu như mà để mà hai cái túi là chất lượng thì nó chất liệu thì nó giống y hệt như nhau, nhưng mà livestream ở trên TikTok màu của nó sẽ khác. Trên Facebook, trên Facebook này không dùng app thì nhìn màu nó sẽ thật hơn. Còn trên TikTok bên em không cố tình dùng app nhưng mà màu của nó cũng sẽ không được thật. Đấy là bản chất của TikTok rồi, được chưa? Bác nào mà muốn sợ sang bên đấy đặt hàng, qua bên này chịu khó mất 30.000 tiền ship. Đấy, em ghi hộ em bảng màu này. Ghi hộ là B mấy? B1. Bộ này là B1. Bộ này là B1, em có màu nhạt và em có màu này là màu đậm. Em xin phép mặc lại màu đậm đi ạ. Em mặc lại màu đậm, mọi người soi của em nhá. Mọi người soi của em này. 162 thề với mọi người nhá. Cái bộ B2 lại bộ B1 đấy, em còn không lãi nổi bằng một cái bộ em đang bán cho mọi người là 155 đâu. Càng cao riêng phong cách bán hàng em này, càng cao mọi người càng lên chốt, bởi vì cao quá em sợ là không bán được hàng, sợ là ế mọi người, sợ cao mọi người không mua. Từ trước là bán hàng 100, 200, 300 rồi bán lên 150 dèm lắm, sợ mọi người không mua à. Nhá, em mặc cho mọi người cả một cái set này luôn này mọi người ơi. Chất này đẹp lắm, 40 đến tầm 62, 63 cân nhá. Đây, màu đậm này. Rồi em mặc màu nhạt, rồi bây giờ em sẽ mặc lại cho mọi người màu đậm nhá. Nhìn hộ em cái quần này, cái áo này, mua riêng nhá. Một cái áo này em đợt trước em bán riêng lẻ ra đó là 119, 129 tùy lô rồi, đúng không ạ? Cả một bộ này mà có 162.000 đồng thôi. Thề không lãi nổi bằng cái bộ bán 155 đâu nhá.
Đây, cái bộ 155 là lô đầu tiên em bán rất rất là đắt hàng rồi. Thế là đâm ra là em vẫn để cho mọi người giá đấy nhá. Còn bộ này nói thật là hôm qua mới live stream mà hôm qua ế. Nên là sale rẻ cho mọi người. Còn để mà em bán em phải bán là 175.000 đồng cơ. Nhìn đây cái bộ đồ này, trời ơi, sang ra ma luôn cho em. Ghi là B1 kèm màu kèm số loại nhá. Bò nhạt vừa lấy là 155. Mã của nó là bộ B3. Còn em đang mặc là B1, nó chỉ khác nhau cái áo kia nhá. Áo kia là dáng crop top, còn áo này là áo dài này. Không phải chị gái mà cũng thích mặc áo dài, cứ chơi cái kiểu này cho em, nó rất là dễ mặc. Nhớ mua kèm thêm cho em một cái dây chuyền này luôn. Em mua kèm thêm cho em một cái dây chuyền nhá. Dây chuyền em chốt tại livestream với giá là 79.000. Em cảm ơn chị Thu Hà nhá. Ngày nào cũng phải mua ở chị. Đây em đeo thêm cho mọi người thêm túi xách này. Em nhắc lại bảng màu một lần nữa này. B1 kèm màu kèm số loại, nhận hàng nhớ bắt buộc này. Riêng mua hàng em là bắt buộc phải kiểm tra hàng trước thanh toán. Ok chưa? Cứ kiểm tra hàng trước thanh toán, không đúng như trên livestream mọi người có quyền hoàn hàng giúp em nhá. Hai bên của nó có túi nhá. Cắt cái túi luôn cho em này. Cắt cái túi cho em này. Đấy, được chưa? Cái túi này là em lười, em chưa cắt đấy. Em dơ cho các chị màu ấy đi, màu nhạt đây này. Em dơ cho mọi người màu nhạt nhá. Rồi em qua mẫu này. Lên tiếp bộ cho mọi người nhá. Em lên tiếp bộ cho các chị hay là lên cho các chị váy nào? Bây giờ mọi người muốn lên bộ hay là muốn lên váy nào mọi người ơi? Đây, B1 màu đậm và B1 màu nhạt. Áo bò đi, áo bò loang hôm nay em sale lốt cho mọi người luôn này. Hôm trước em bán là 115.000 đồng nhá. Ế ẩm này, em còn tầm 50 con bò loang em sale luôn cho mọi người 108.000 đồng. Đấy, đang tiện cái quần này em mặc luôn với cái áo này luôn cho em nhá. Áo này là em sale lốt tại livestream với giá là 108.000 đồng. Các chị ghi luôn là áo bò loang kèm số đứa loại nha. Áo bò loang kèm số loại 40 đến tầm 65 cơ mặc vừa đấy. Cúc bấm rất là tiện, cởi ra một phát là xong luôn mọi người. Cởi ra một phát là xong luôn nhá. Đây, áo này các chị có thể mặc với quần legging này. Các chị mặc với quần legging cho em cũng được, hoặc là mọi người mặc với quần bata cho em cũng ok nhá. Đấy, hoặc là đang tiện nhá, đang tiện cái quần này em mặc luôn với cái áo này như em đang mặc cũng ok này. Đấy, mặc thế này cho em nhá. Ví dụ em là áo bò loang kèm sổ điện thoại nhá. Em sale lốt tại livestream này với giá là 108. Một cái áo bò trên livestream nhìn rõ độ dày của cái áo này. Được chưa? Trên livestream mọi người nhìn rõ độ dày của cái áo. Mà cái này của em là gì? Nó đang hot trên hàng loang ạ. Thường những cái áo bò này trong mùa này em toàn bán các chị là tầm 130, 140 đúng không ạ? Bây giờ ế nhá. Vào mùa rồi em sale rẻ cho mọi người ơi. Bây giờ nhá, áo này các chị mặc này. Riêng cái áo này mọi người mặc với quần bò loang cho em này. Quần này 95. Quần này 95.000 đồng, em có 3 size SML, các chị ghi giúp là Q20 kèm màu kèm số điện thoại nha. Q20 kèm màu kèm số điện thoại. Em có màu là mặc các chị ghi giúp em là màu đen và Q20 em có màu trên kia là màu xanh nhá. 3 size SML, size S là dưới 46, size M là dưới 51 và size L dưới 56 giúp em. Size L dưới 56 giúp em. Đây, cái áo này các chị mặc với quần này cho em thì siêu hợp nhá. B1 thì 60 cân thoải mái, B1 là 40 đến tầm 60, 62 cân là mặc ok nhá. Đây, mặc cái quần bò loang này cho em này. Đấy, ai lấy áo bò loang kia là áo bò loang nha. Em sale lốt cho mọi người cho gọn mẫu có 108.000 đồng thôi ạ. 108.000 đồng cho một áo mặc cái quần bò loang này. 3 size ML trên livestream nhìn rõ độ dày của cái quần luôn nhá. Lô này quần đẹp lắm. Lô lần trước các chị thấy trên livestream em bảo này. Mọi người ơi, cái lô lần trước đúng không ạ? Em còn nói với mọi người là cái màu xanh em thấy là chất nó không dày đẹp bằng màu đen đâu. Hôm đấy còn nói như thế nhá. Nhưng mà để mà nói là lô này màu xanh thì chất lại đẹp này. Lô này màu xanh chất nó khá là dày dặn, nó do cây vải ấy. Mọi người không phải hàng loại 1, loại 2 đâu. Nhưng mà có thế nào là em nói trên livestream nhá. Đấy, các chị mua nhà em cũng thế, hoặc là nhà khác cũng như thế thôi ạ. 95.000 đồng 3 size ML nhá. Màu xanh lô này chất đẹp và dày dặn hơn so với lô trước. Nó do cây vải nhá các chị nhá, chứ không phải là 1, 2 đâu. Ví dụ em là Q20 kèm size kèm số loại ạ. Q20 kèm size kèm số loại 95.000 đồng thôi. Em có màu em mặc các chị ghi hộ em, Q20 em có màu đen và Q20 em có màu này là màu xanh nhá, loang đấy mọi người. Loang đấy mà có 95.000 đồng thôi. Cứ kiểm tra hàng cho em ok chưa? Áo nó mặc là áo bò loang. Hết chưa? Áo bò loang này em có ít thôi. Em dơ lại set chip cho mọi người nhé. Đây set chip đây đâu ấy nhỉ? Set chip em dơ lại đây cho mọi người đây này. Váy kẻ là 88.000 đồng nhé chị ơi. Mẫu này các chị ghi giúp em là set chip kèm số loại chỉ 65.000, em xin lỗi, chip hộp kèm số loại 65.000 đồng một hộp. Chip này bao gồm 40 đến tầm 65 cân mặc vừa. Đây em dơ gần cho mọi người xem chất này. Bên trong của nó có kháng khuẩn bên trong ok chưa? Set chip kèm số loại, đeo thêm cho một cái vòng này nha. Vòng em đang đeo trên người là 79, vòng cổ 79.000 đồng, vòng tay này cũng là 79.000 đồng, hàng titan cho em nhá. Hàng titan cho em. Váy này là em chốt tại livestream với giá là 88.000 đồng thôi. Các chị ghi là váy kẻ nhá. Ghi là váy
váy kẻ 88.000 đồng. Em mặc váy này hơi bị xấu bởi vì em mặc nó khá là dài và rộng nha. Em 1m50 em mặc nó hơi bị dài nhá. Bầu bí bon chen thoải mái, 60, 70 cân, 80 cân, 100 cân vẫn vừa. 100 cân vẫn vừa nha. 100 cân vẫn vừa bởi vì chất cực kỳ có dán trang hay kéo đi. Đây các chị ơi, chất cực kỳ co giãn nhá, có 88.000 đồng thôi. Cái váy này giống y hệt như váy TB mà hôm trước em bán ấy. TB hôm trước em bán là 99, chất của nó giống y hệt như thế. Và hôm trước là em bị khách bảo là cái váy TB đấy là mặc lắm. Mọi người ơi, có 88.000 đồng với là 99.000 đồng một cái váy thì còn đòi yêu cầu như nào nữa. Tầm này không mặc gì cũng lắm đúng không ạ? Không mặc gì cũng lắm, trừ nói chi là mặc bản chất của nó như thế. Ví dụ như áo bò này, đúng không ạ? Ví dụ như áo bò thì chắc chắn nó phải lắm rồi. Đấy là sự thật hiển nhiên, bởi vì áo bò nó dày thì nó phải lắm rồi. Chất zip cũng như thế, nó dày dặn, nó dày hơn cho so với cotton nhá, thì nó cũng phải lắm rồi. Ôi sao mà em bị ngạt mũi, đâm ra em toàn bị nói vấp rồi. Chờ xin hâm nước đi. Mẫu này các chị ghi là váy kẻ nha. Bầu bí bon chen thoải mái. Bác nào mà cảm thấy là 88.000 đồng mà không mặc được đấy thì các chị thôi nha. Còn em nói thẳng là chất này mặc nó không mát đâu. Nó cũng không phải là lóng. Nó không phải là lóng nhưng mà nó không thể mát so với những cái gì mà các chị hy vọng đâu ạ. 88.000 đồng. Ai lấy các chị chốt hộ em với nha. Bên cho mọi người váy sơ mi đi. Bò mà các chị ghi là bò loang kèm số điện thoại nha. Em sell lốt tại livestream là 108. Bò loang là 108.000 đồng nhá. Hết áo đã mặc hết hàng nhá. 108 thôi nhưng mà hết rồi, có 50 con thôi. Em sao lốt cho mọi người luôn này. Em lấy lại các chị ít áo len đi. Hôm nay về nhiều áo len xinh kinh khủng luôn. Áo này em phục vụ các chị tại livestream này có bao tiền ạ? 89.000 đồng. Thề mọi người, hôm qua bán 99.000 đồng ạ. Em bán 99.000 đồng nhá. Hôm nay ế ẩm em phục vụ luôn các chị 89.000 đồng. Nhớ phải chia sẻ livestream cho em nha. Em không mặc đâu chị ơi. Em mặc rồi, em không mặc nữa đâu. Giờ thế là đủ rồi. Em có đang ảnh hóc dơ mặc rồi nha. Có 88.000 đồng cái váy thôi. Đây này, dáng suông rộng này, 40. Váy áo đã mặc là 40 đến tầm 62 cân là một vừa nhá. Quần em mặc là 95 và áo đã mặc là 89.000 đồng thôi. Áo này là một chiếc, bên em không có đi đơn nhá. Áo này là em xác định là bán câu view đầu like để cho mọi người chia sẻ livestream. Thế là riêng áo này bác nào phải đi đơn từ hai sản phẩm bên em mới gọi điện cho đơn. Ghi hộ em là áo kẻ lỗ kèm số điện thoại. Áo này các chị cứ đi tham khảo giá thoải mái. Hôm qua nhà em vẫn bán là 99.000 đồng, đã rất là rẻ rồi ạ. Kẻ lỗ em mặc trong người, em có màu em mặc là màu vàng ạ. Kẻ lỗ em có màu vàng này, kẻ lỗ em có màu này các chị ghi hộ em là màu đen. Và kẻ lỗ em có màu này các chị ghi là màu xanh lá nhá. Màu xanh đẹp chưa. Hàng của em là hàng len lỗ to nhá, chuẩn hàng hot girl, bán cho chị là 180-220.000 đồng. Nhận hàng cứ bóc hàng ra kiểm tra hàng giúp em nha. Màu đen này cũng đẹp này. Màu đen này em nhập đắt hơn 10.000 so với hai cái màu còn lại đấy. Đáng nghĩa là em phải bán là 99.000 đồng em mới có lãi đấy. Riêng áo màu đen này. Đấy, nhưng mà em vẫn bán luôn cho mọi người 89 để mọi người có đơn được dùng đơn nhá. Màu đen cũng đẹp, màu nào cũng đẹp nhá. Cái màu vàng với màu xanh là hai cái màu mới. Quần em mặc là 95, mã của loa Q20 nhá. Q20 95.000 đồng. Bộ LI đằng sau em livestream rồi nhá. Bộ đấy là 190.000 đồng. Em có đang ảnh hot girl mặc rồi nhá. Bộ đấy các chị ghi luôn là bộ LI kèm số thoại 190.000 đồng nhá. Đúng rồi, 190.000 đồng. Đây, ôi dồi, đưa cái màu đen vào. Len lỗ các chị ơi. Mã của lỗ len lỗ nhá chị ơi. Dép bánh mì em vẫn còn luôn. Baby doll hoa, các chị ghi là váy hoa kèm số thoại. Đây, bộ LI của mọi người đây nhá. Nên áo tầng đi. Bộ LI của mọi người đây. Hàng của em là toàn bộ đều là in tràn luôn chữ LI này. Đấy, đằng sau hai bên của nó có túi luôn. Bộ này em có đăng ảnh hot girl mặc rồi. 190 có đúng 50 bộ thôi nên em sẽ không mặc nữa. Ai lấy bộ đấy các chị ghi luôn là bộ LI kèm số loại. Áo tầng hôm nay em về full màu cho mọi người rồi. Bộ LI 40 đến tầm 60-62 cơ là mặc vừa nhá. Đẹp quá này mọi người. Đấy, chính ra nhá, tại vì cái màu đen này, màu đen nó đi hợp với cái áo màu đen, đâm ra cả set này nhìn nó đẹp mọi người. Còn để mà nếu như mà màu xanh ấy, cái quần màu xanh mà em phối cái áo màu xanh cốm thì lại rất thì lại mọi người lại mua nhiều màu xanh cốm luôn. Đây cô em cả cái set đồ này, nhớ nhá, đầu tư thêm cho em cái vòng titan này. Cái vòng cổ này có 79.000 đồng thôi, đeo thêm cho em cái vòng này 79.000 đồng thôi nhá. Riêng vòng này em cam kết các chị là ngâm nước thoải mái cho em. Ok chưa? Len lỗ kèm màu kèm số lại nha. Áo tầng hôm nay em về các chị full màu. Em vẫn phục vụ các chị tại livestream này với giá hết rồi á. Màu đen trắng cũng ngon.
lại về được hai màu này thì hai màu kia lại hết rồi. Áo tầng em về cho mọi người vẫn phục vụ các chị với giá là 119.000 đồng. Em có hai tông màu để cho mọi người chọn nha. Áo tầng em có màu này là màu cốm, và áo tầng em có màu này các chị ghi giúp em là màu rêu. Trong khoảng cân nặng là 40, áo này của em là trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 58 cân là vừa. Và áo này các chị mặc đi biển cho em rất là hợp luôn này. Có bao tiền ạ? 119.000 đồng cho một cái áo tầng. Đấy mà em nói thẳng nhá, một cái áo này đã là một cái áo kiểu này 119.000 đồng, đúng không ạ? Những cái váy này em bán các chị có 120, 130, 140, có quá là rẻ không ạ? Có quá là rẻ không? Bộ bò LI đấy là 190.000 đồng. Đây em nhắc lại cho mọi người, em giơ lại cho mọi người cái bộ này nhá. Bộ này em bán rất là nhiều, mọi người có muốn mặc lại không thì em mặc cho các chị cái áo thôi nhá, cho nó nhanh nhá. Quần em mặc là 95, quần em mặc là 95, áo em mặc là áo len nố 89.000 đồng nhá. Áo len nố 89.000 đồng và phải đi đơn từ hai sản phẩm, một sản phẩm không bên em không đi đơn, một cái áo đấy bên em sẽ không đi đơn nhá. Áo len nố vừa nãy em có 3 màu, em có màu đen, em có màu xanh và em có màu vàng. Em mặc cho các chị cái áo LI nha. Em có thấy chị Quỳnh Park nha, em thấy tất cả mọi người luôn nhưng em không được comment của mọi người được đâu ạ. Nhiều comment lắm, năm sau em đọc comment của các chị được. Ở chỗ này là ho một ca người xem mà mọi người thông cảm giúp em nhá. Đấy, trả lời được comment của ai thì trả lời đây này. Ví dụ nhá, em bán riêng ra các chị một cái áo này 190.000 đồng thì cũng rẻ vãi chưởng rồi ấy mọi người. Năm ngoái những cái áo bò ấy, em bán cho mọi người là đã là 199 rồi. Một cái áo bò không đã là 199 rồi. Bây giờ cả một cái bộ này có 190.000 đồng, mọi người phân vân không còn hàng đâu. Đây là cái áo không này mọi người này. Đấy, em mặc không của cái áo bộ áo LI đấy. Đây là cả một set bò được chưa? Cả một set bò này mà có 190.000 đồng thôi, được chưa? Ai lấy bộ này các chị là bộ LI kèm số loại quần nhá. Quần là Q bao nhiêu? Quần này là Q là Q20 nhá, để em lồng vào cho mọi người đi nào. Đấy. Tại vì mã này là em có 50 bộ thôi nhá, nhưng mà mọi người hỏi nhiều quá, mai bác nào mà may mắn thì bác ấy được nhá. Nhận hàng bắt buộc phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em nhá. Bắt buộc phải kiểm tra hàng giúp em. Bò ngắn lúc nãy em mặc á, bò ngắn này bộ đấy là Q là bộ bao nhiêu nhỉ? B3. Bộ đấy là B3, xinh chưa? Xinh chưa mọi người, cắt cho em cái quần luôn. Càng cao riêng phong cách bán hàng như em càng cao á chị càng lên chốt. Cao quá em không dám bán đắt, được chưa? Sợ mọi người nghĩ là đắt bị tồn hàng. Nhưng mà phải có mẫu này mẫu kia để cho mọi người mua nhá. Đây áo tầng em dơ bảng màu cho mọi người nhá. Áo tầng là 119, mọi người có muốn mặc áo tầng không thì để em mặc áo tầng. Xong áo này là em sẽ lên cho các chị là một loạt đấy đi. Em lên cho mọi người là một loạt một loạt váy nhá. Bây giờ em sẽ lên một loạt váy cho mọi người luôn này. 60 cân vừa không, bộ em mặc là 40 đến tầm 62 cân là ok. 40 đến tầm 62, 63 cân nhá. Xinh xỉu luôn mọi người ạ. Nhá, mẫu này các chị ghi là áo tầng này. Áo tầng em có màu rêu, áo tầng em có màu trắng. Áo tầng em có màu này là màu be. Và áo tầng em có màu này các chị ghi là màu cốm. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người màu cốm nhá. Áo này rất là tây luôn cho này. 40 đến tầm 58 cân là mặc vừa luôn này. Chất rất là đẹp, chất cực kỳ đẹp luôn cho em nhá. Đang trên mùa hè mọi người mặc đi biển hay là buổi tối mình đi cà phê trà đá bạn bè nhá. Bộ nó mặc là 190. Ngắm mộ em một lần nó xinh nhở, trời ơi nó xinh quá, nhưng mà thật sự với cái giá này em cũng hơi dém nên em thầy em có đúng 50 bộ thôi, hết hàng nhá, không chốt nữa. Áo ba lỗ đây, ba lỗ 49.000 đồng không nhở. Đây áo này các chị ghi là áo sát lách tâm nhá, hay là gọi là gì, gọi cho là áo sát lách đi, áo kẻ tâm đi. Áo kẻ tâm 49.000 đồng. Áo này của em là chất của nó chất tâm nhá, không phải là chất len đâu. Cái này là chuẩn như ảnh hot girl mặc là chất len, được chưa? Nhưng mà cái chất len này thì em thấy cái áo này làm bằng chất tâm ok mà rẻ này, lên form nó vẫn ok thì em làm cho mọi người bằng chất tâm. Mẫu nào làm được hàng rẻ em sẽ làm cho mọi người hàng rẻ, mẫu nào không làm được nhái thì em sẽ bán cho mọi người hàng đắt. Rẻ thì em sẽ nói là hàng rẻ, còn đắt thì em sẽ nói rõ là hàng đắt nhá các bạn nhá. Quần mặc vi thôi là quần Q20 là được nhá, 3 size SML. Áo bèo vừa treo kia là 119. Đợi em một tí em sẽ lên cho mọi người ok chưa? Còn quần em mặc trong người, quần em mặc trong người em chốt tại livestream cho mọi người này. Cái quần này cũng rẻ này, 29.000 đồng. 29.000 đồng cho một cái quần này thôi mọi người ơi, bán câu view nhá. Mặc bên trong với váy cho em được hoặc là mặc đi ngủ cho em cũng ok nhá. Quần này các chị ghi là quần ngắn. Quần ngắn 29.000 đồng nhá. Quần ngắn cái này của em là chất zip siêu co giãn thoải mái, 40 đến tầm 65 cân mặc vừa. Bản của em là bản cặp cao ok chưa? Quần ngắn là 29.000 đồng luôn. Áo nó mặc là em chốt tại livestream các chị với giá là 49.000 đồng. Áo 49 trời ơi.
áo 49 cái quần 29 chứ. Không đến 100 nghìn đồng. Đùa chứ không đến 100 nghìn đồng cho cả một cái set này đâu mọi người ạ. Nhớ nhỉ, không mặc ở nhà, mặc ở nhà cho em cho nó mát cũng được. Đi chơi thì mặc cho em cái quần tác ta vào cho em là ok. Quần tác ta thì là 82, áo kẻ thì là 49 nghìn đồng nha. Áo này bán câu view vào đúng 40 nghìn đồng rồi. Vào đúng 40 nghìn đồng rồi nên là một cái bên em cũng không đi đơn đâu. Bán gọi là bán số lượng, các chị nhớ ấn thích và theo dõi bếp giúp em nha. Nhớ ấn thích và theo dõi bếp giúp em. Quần em mà các chị ghi là quần tata. Em có màu đó mà các chị ghi giúp em là màu be nha. Quần tata em có màu be. Quần tata em có màu này là màu hồng này. Màu hồng cũng xinh này. Em có màu này là màu đen nhá. Quần tata em có màu đen. Màu này các chị ghi giúp em là màu xanh này. Em có màu này các chị ghi là màu lâu. Và màu này các chị ghi giúp em là màu vàng nha. Em có hai size SM. Size S là dưới 55 và size M dưới 70 cân giúp em. Áo này các chị vui lòng cho em xin một lút chia sẻ để được chốt đơn. Bác nào không chia sẻ em xin phép là hủy đơn nhá. Bởi vì là bán rẻ vãi trưởng rồi mọi người ơi. Nhìn em chất này ok chưa. 49.000 lại còn kèm tang. Tang này mua lẻ ra đó là 6.000 rồi. Đấy, cái tang này mua lẻ ra là 6.000 rồi các chị nhá. Để em chỉnh cho mọi người xem này. Đây nhá, mặc này xương xương chưa. Nó lại không bị lóng nhá. Miền Bắc miền Nam đều mặc được luôn. Có 49.000 đồng. Em mặc cho mọi người áo tầng nhá. Quần tác ta là 82. Vào đúng 70.000 đồng. Nói điêu mất lọc. Quần này em nhập vào đúng 70.000 đồng nhá. Và em bán cho mọi người 82. Không có nhà nào lãi một cái quần mà 12.000 đồng như nhà em đâu. Nên là em cam kết cho mọi người luôn. Nhớ phải chia sẻ live stream của em nhá. Em nên cho các chị bộ tầng đi. Em đang tiện mặc cái quần này, em nên cho mọi người bộ tầng nhá. Thôi bò, bộ bò bán nhiều lắm rồi. Sợ mai làm gì còn hàng mà chốt cho mọi người. Không có hàng trả đâu nhá. Chẳng đều làm gì cả. Like, bây giờ em chỉ like những mẫu nào mà có nhiều nhiều thôi mọi người. Đây áo tầng đây. 119.000 đồng trong cái áo tầng này thôi. Áo của em là form cân nặng là 40 đến tầm 58 cân là mặc vừa. Cái quần tác ta các chị phải đi với áo tầng thì nó mới là lung linh và lên luôn. Ok chưa? Áo này các chị ghi của em là áo tầng. Em có màu nó mà các chị ghi là màu cốm này. Biển này, một cái set đồ đi biển cho em này. Hở hang không? Không hề hở hang một chút nào luôn mà. Buổi tối mình đi cà phê trả đá bạn bè mình mặc cho em cái áo này nó vừa mát và nhìn nó vẫn rất là nhẹ nhàng cho em. Áo đen em đang mặc thì hết hàng rồi, chứ em có bán nhưng hết hàng rồi nhá chị nhá. Em có màu này là màu cốm, áo tầng em có màu cốm, áo tầng em có màu này là màu trắng này. Màu tiếp theo các chị ghi hộ em là màu be. Và màu cuối cùng các chị ghi giúp em là màu rêu nhá. 119.000 đồng. 119.000 đồng trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 58 cân. Đi thêm cho em một cái đôi dép bánh mì luôn. Em bán các chị từ A đến Z, từ đầu đến chân, từ tay luôn này mọi người. Vòng là 79. Cổ đeo này là 79.000 đồng nhá. Cái vòng này các chị sẽ đeo được hai kiểu cỏ bốn lá, mang lại may mắn cho mọi người nhá. 79.000 đồng. Hoặc là các chị có thể tháo ra thành hình trái tim này cho em này. Ghi em là vòng cổ, vòng trái tim kèm số loại này. Đi thêm cho một cái đôi dép này. Dép này thề em bán số lượng phải trên 1.000 đôi rồi. Em phải bán trên 1.000 đôi dép này rồi mọi người ơi. Dép đấy mà bán được trên 1.000 đôi rồi. Em có 35, 36, 37, 38 và 39. Nhung đặng mua gì không? sao lại nhung đặng? Em nhung đặng đây này. Quần em, dép em mặc là, em xin lỗi, dép bánh mì kèm size kèm số loại đi cực kỳ êm chân, được chưa? Bao quá chị kiểm tra hàng. Dép này đi không êm chân, hoàn hàng cho em. 35, 36, 37, 38 và 39. Em có hai tông màu, em có màu đen và màu be. 115.000 đồng. Đây này, cái dép em đi bẩn lắm rồi mọi người. Em dơ gần cho, dơ xa cho mọi người nhá. Đây có màu đen này, ở trên này thì nó không có cái mẫu. Đây em dơ gần cho mọi người xem màu đen này. Đấy, nhìn nó không hề bị trẻ con một tí nào luôn. Em gần 30 rồi, em 30 tuổi rồi, 29 tuổi rồi đi vẫn ok, không hề bị trẻ con nhá. Đi lại là thoải mái, dễ chịu mọi người ạ. Và cảm giác là nó độn thêm cho các chị vài phân, nhìn chân nó dài ra. Em cao có 1m50 nhá. Ai lấy dép ghi vào dép, em dắt nhắc lại này. Khổ quá, nó ngạt mũi là cứ định nói cái gì ấy. Là nó bị chặn cổ họng vào mọi người ạ. Nhá, quần em mặc là các chị ghi là quần tác ta. Quần tác ta nó mặc trong người là em có màu be nhá. Quần tác ta em có màu này là màu lâu này. Em có màu này các chị ghi là màu xanh lá này. Em có màu này là màu đen.
Màu này các chị ghi là màu hồng và màu này các chị ghi đuôi là màu vàng. Size S dưới 55 và size M dưới 70 cân giúp em. Đầm nhá. Bây giờ em sẽ like các chị một loạt đầm, một loạt váy này. Mọi người chấm bài viết chia sẻ livestream của em đi, em like váy cho mọi người nhá. Váy hôm nay thể đẹp vãi chưởng luôn mọi người ạ. Em ôm được hàng sale cho mọi người luôn. Cái váy này mọi người biết không ạ? Những cái váy này là toàn những cái hàng gọi là quầy hot. Quầy hot thôi. Nhìn em cái tem này. Đấy, hàng này là chuẩn hàng mà người ta đang xỉ là tầm 160 đến 180 và bán lẻ các chị là trên 200.000. Đừng hỏi tại vì sao em có thể bán rẻ cho các chị như này. Đây là gọi là hàng tuồn ạ. Người ta đặt 1.000 chiếc, người ta còn dư ra người ta làm cho xưởng đúng chưa? Người ta giao buôn ra cho xưởng tầm hơn 700-800 váy chẳng hạn thì còn dư ra tầm 200-300 váy thì người ta tồn thì người ta sẽ tuồn hàng đi thì em ôm được rẻ cho mọi người nhá. Còn váy này để mà bán không bao giờ có cái giá này luôn. Giá của em là váy này của em là dáng suông rộng. Nhổ ô cái váy siêu phẩm này. Được chưa? 100. Nghe giá mới là chuẩn bị sốc luôn này. 136.000 đồng cho một cái váy này. Dáng chữ A nhá. Ghi hôn em là váy gì nhỉ? Ghi hôn là váy gì? Đây gọi váy này gọi là váy gì nhỉ? Em có ba tông màu cho mọi người lựa chọn nhá. Váy này thì các chị sẽ, nếu như mà mọi người mua kèm tang nhá thì sẽ là 140, được chưa? Các chị ơi, nếu như bác nào mà muốn lấy tang thì sẽ là 140.000 đồng. Còn nếu như không lấy tang thì em sẽ bán riêng ra là 136. Bởi vì những cái váy này này, hôm trước em đã bán ra cho mọi người thì đã là em bán ra những cái kiểu này là hầu như là các chị mua hàng nhà em đều là có kèm cái tang này rồi. Thì bây giờ là em sẽ không để cái váy này trong cái tang này nữa. Đấy, bác nào mà có tang rồi ấy, thì bác chị có thể là dùng cái tang của váy hôm trước mình cài vào cho em cho đỡ phí tiền. Còn nếu bác nào mà muốn mua riêng cái tang này thì em sẽ bán riêng ra, hay là bán riêng ra cái tang này cho mọi người đi. Bán riêng ra là 5.000 đi. Đấy, coi cái tang này mua rồi ra đã là 7.000 đồng rồi. Nhưng mà cái tang này nó sẽ có về nhiều kiểu nhá. Có lô thì nó sẽ về được tang này, có lô thì sẽ về được tang này cho em nhá. Đấy, nên là không vui lòng mà không chọn tang luôn em nhá. Có lô thì nó sẽ về tang này luôn. Ok chưa? Mẫu này các chị ghi là tang cài đi, tang cài kèm số điện thoại. Còn váy nó mặc thì các chị ghi luôn này, váy này bầu bí on trên thoải mái. Váy này nó chỉ có lỗi một cái là em mặc nó to quá. Em có 40 mấy cân thôi, em mặc nó hơi dợ bơi và rộng luôn. Các chị hãy nghĩ là 50-60 cân em có đăng ảnh hot girl mặc rồi đấy. Đây nhá, bác nào mà 50-60 cân các chị mặc đến tầm này cho em là ok. Ghi hộ em là váy 136 kèm màu kèm số loại. Ghi là váy hay là ghi là V40 đi. V40 kèm màu kèm số loại 136.000 đồng cho một váy này. Giờ gần cho các bác xem chất này, đẹp kinh khủng luôn nhá. Em có màu cốm này, V40 em có màu cốm này. V40 em có màu này là màu hồng và V40 em có màu này là màu đen nhá. À em có cả màu be nữa. Em xin lỗi. V40 có cả màu be nữa này mọi người ơi. Chất siêu đẹp luôn cho em mà có 136.000 đồng. Bao kiểm tra hàng chưa thanh toán. Ai lấy V40 ghi giúp là V40 kèm màu kèm số điện thoại. Cho cái tay vào trong cái túi xách, đeo thêm cho một cái túi này. Đeo thêm cho một cái túi này mọi người. Đây, cho cái tay vào trong cái túi đây cho em này. V40 nhá, 136.000 đồng. Được chưa? Tiếp theo này mọi người này, váy này hôm nay em về duy nhất một màu cam cho mọi người. Và em về cho mọi người là hàng hai bên của nó có túi. Mọi người để ý xem nha. Tất cả những cái váy màu khác nhà em đều không loại về loại cái có túi cho mọi người. Hôm trước là em bán các chị là màu hồng rồi là những cái màu khác thì là không túi nha. Lô này em về cho mọi người có túi và giá cũng rất là rẻ luôn. Có 129.000 đồng thôi. Em đặt thêm cho mọi người có túi. Ghi của em là váy này có mỗi váy này màu cam thôi đúng không? Có váy nào màu cam không? Váy này em có duy nhất một màu cam thôi. V40. Váy nó mặc là các chị ghi giúp em là V40 là được nhá. Còn váy này này rẻ, chuẩn bị một siêu phẩm tiếp theo thả tim đi ạ. Cái này của em là chất đuối xước, không xù, không nhão và không nhăn. Màu cam của nó ở bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên livestream một ánh nhá. Ở trên livestream là do đèn sáng chứ không phải em dùng app gì đâu ạ. Mẫu này là em chốt ở livestream cho mọi người có 129.000 đồng cho một cái váy này thôi ạ. Váy này mà mọi người không hôm nay mà không săn được hơi phí nhá. Em có đúng 149 cái váy này thôi. Váy này thì có đúng 149.000 cái váy này, không có nhiều nhá. Đây này, và duy nhất một màu cam, những màu khác em bán hết rồi. Có mỗi lô này là em về, nó mới về thêm màu mới nhá. Bởi vì là hot girl người ta mới mặc thêm màu cam thì em về thêm cho mọi người màu cam thôi ạ.
ghi nó là váy váy sơ mi à? Cam. Mà thôi mọi người ghi là váy cam đi. Nó còn duy nhất một màu cam và hai bên có túi nha. Đợi em một tí mặc váy này ra. Hai bên của nó là sẽ xẻ tà cho mọi người 129.000 đồng. Không mặc đi làm á, mặc đi chơi, mặc đi ngạ làm cho em để ok. Những chị gái là công sở văn phòng cho em mặc cái váy này xinh chưa? Em đã nói rồi mà, buổi tối hôm nay mà hàng nó không đẹp thì không có một buổi tối nào hàng nó có thể đẹp hơn nữa nhá. Từ đầu tháng đến giờ là em cảm nhận là hôm nay là hàng nó đẹp nhất luôn đấy mọi người. Dáng suông rộng này, hai bên của nó có túi luôn, cho cái tay vào trong cái túi nhá. Tay của nó kiểu tay hến, em cao 1m50, em đâm ra em mặc nó hơi bị dài. Nhưng mà các chị hãy nghĩ là nó có 1m50 thôi, nó mặc thế này này, đấy nên là các chị tầm 1m6 thế này đẹp chưa? 1m55 mặc đến bắp chân đẹp chưa? 1m7 qua đầu gối thế này quá ok rồi đúng không ạ? Nhá, xong là cho cái tay vào trong cái túi cho em này. Đợi em một tí em cài cái cúc vào cho mọi người nhá. Và đặc biệt cái chất này không xù, không nhão và không nhăn luôn mọi người ạ. Chất cực kỳ đẹp luôn cho em, 129.000 đồng. Váy cam nhá, em có hai size, váy này có size nhá. Size S là dưới váy V20 trang em còn nhá. Tin nhắn đi xem giá sỉ này. Đúng rồi. Các chị ơi, cái váy này nhá, em xin phép báo lại giá một lần nữa. Vừa em báo cho mọi người 136 rồi đúng không ạ? Em báo cho mọi người 136 đã rất là rẻ rồi. Váy này là bây giờ người bên kia người ta bảo là em lấy hết người ta sẽ giảm cho em thêm được mấy nghìn nữa. Em sẽ chốt cho mọi người 129.000 đồng thôi ạ. Váy này hôm nay chốt lại cho mọi người, bác nào từ nãy giờ chốt 136 em vẫn chốt cho mọi người 129 ok chưa ạ? Từ trước đến giờ như thế nào trong nữa này. Trên livestream có thể là em báo mọi người là 150.000 đồng nhưng ngày mai em nhập được rẻ hơn hay là được giảm giá đi ạ, hay là em nhớ nhầm giá nhập thì em sẽ giảm xuống cho mọi người 120, 130. Nếu như có lên thì em cũng không ở lên của các chị, em trừ khi là em có thể xuống cho mọi người thôi, là mọi người yên tâm nhá. Váy này là em giảm cho mọi người 129 đi ok chưa, vừa lại bán 136 ghi qua là V mấy, mã này là V mấy nhở? Con đấy là con V40. Váy lến xước này, ly len này, ok, váy hoa này, váy cam ok này, váy suông. Đấy, mở lại phần mềm để đọc comment đi. Ôi, váy này vừa báo bao tiền, lại giảm thêm được cho mọi người 5.000 nữa đi, 125.000 đồng. Ok chưa mọi người, cắt thêm cái đai nữa nhá. Đấy, vừa đấy là người ta gửi hóa đơn và người ta giảm cho em thêm mỗi màu 5.000 nữa đấy mọi người. Đây là em cài thêm cho mọi người cái đai vào nữa. Em cài thêm cho mọi người cái đai này. Đây này hỏng rồi, đây này lỗi rồi. Cái đai khác đây. 125.000 đồng. Cái váy này hôm trước em thề mọi người không có túi hai bên nhá. Em đã bán cho mọi người là 133.000 đồng rồi. Đấy, cả một cái váy này bây giờ có 125 này còn có túi nữa, xịn sò như thế này luôn. Có đúng 149 chiếc à. Có đúng 149 chiếc thôi. Bác hỏng nhanh tay, còn mà chậm tay là hết này. Cài cái đai vào cho em này, xinh chưa? Cho cái tay vào trong cái túi này cho em này, túi rất là sâu luôn cho em nhá. Ghi luôn là váy cam kèm số điện thoại, khuyên chân thành các chị mua đi, không phải lô nào nó cũng rẻ như này đâu ạ. Cho là hôm nay kiểu là người ta sale lốt cho em thôi, còn bao nhiêu là em ôm lốt rồi. Đây nhá, ghi là váy cam nhá. Đai này em chốt cho các chị với giá là 49.000 đồng. Đúng rồi, yên tâm. Đai này em chốt tại livestream với giá là 49. Bà chị em bà sợ em bán hớ, bà còn về vào xem lại hóa đơn một lần nữa các chị ạ. Nhá, đai này em chốt tại livestream với giá là 49.000 đồng. Các chị ghi là đai mới, đai mới là 49.000 đồng thôi. Ây, đổi. Ôi, thầy hôm nay bán được hàng rẻ sướng cho mọi người quá. Tiếp theo nhá mọi người. Túi em hết hàng rồi chị Huyền Trang. Lên cho các chị một ít váy điệu nhá. Mọi người còn muốn lên váy điệu không ạ? Túi em đang đeo á, túi đang đeo hết rồi, còn đúng một túi này thôi. Hôm trước em bán 265 nhưng còn một chiếc em phải giữ là em đeo. Váy này các chị ghi là váy shop kèm số điện thoại nhá, 119.000 đồng nhá. Váy này thì ngày kia về đang đặt thêm rồi, đang cắt thêm rồi. Váy này là 119.000 đồng, em có 3 màu nhá. Bây giờ em mặc màu gì? Xe thật nhiều vào trong bếp của em đi nào. Váy này nhá. Bây giờ các chị muốn mặc cái váy gì nào? Váy em mặc là các chị ghi là váy gì nhỉ? Váy cam. Váy cam. Tiếp theo này, một cái váy này chất của nó là chất nylon.
Cái này là chất nylon, mặc nó rất là mát cho em, nhưng mà mỗi tội là mặc là nó hơi hơi mỏng một tí. Thì các chị có thể mua kèm thêm cho em một cái quần bên trong như em mặc nha. Hôm nay chủ yếu về cái quần này này, để cho mọi người mặc với váy bên trong cho nó thoải mái dễ chịu. Quần này em bán cho các chị là 29, em vào đúng 25.000 đồng. Em vào đúng 25.000 đồng cái quần này, được chưa? Mà đấy gọi là em lấy số lượng đầu nghìn thì mới nhập được cho mọi người với giá 25 đấy. Quần này các chị là quần ngắn đi, quần ngắn 29.000 đồng để cho mọi người không mặc đi chơi, mặc đi ngủ để kèm nơm cho em nhá. Váy shop tí nữa em sẽ like lại cho mọi người luôn. Áo kẻ đằng sau đi ạ, à. Áo kẻ đen đằng sau, ok nhá. Trang ơi đưa lại áo kẻ đen đằng sau. Váy này thì em có hai phiên bản luôn. Váy này các chị ghi hộ em là váy gì nhỉ? Sơ mi cốm đi. Váy này các chị ghi giúp em là váy sơ mi cốm, rẻ nữa. Váy này thì mát này, rẻ này, sướng này, xinh chưa? Hôm nay toàn hàng đẹp thôi, mọi người không mua là hơi bị phí luôn nhá. Đây, toàn hàng đẹp nhưng mà số lượng có hạn. Váy này em cũng mặc hơi dài, em làm cho mọi người toàn bộ dáng dài. Nhưng mà đừng nhìn em, nhìn em từ cái đợt đầu gối lên trên thôi, còn đừng nhìn xuống dưới bởi vì em rất là lùn. Em cao 1m50, nên là các chị những cái váy sơ mi này ít nhất là các chị phải mặc qua đầu gối mới đẹp đúng không ạ? Nếu như mặc trên đầu gối thì rất là xấu. Váy sơ mi thì chắc chắn phải qua đầu gối mặc nó mới đẹp. Váy này xinh chưa? Đứng gần cho mọi người xem chép này. Phê chưa? Nghe giá lại còn sốc hơn nữa này. Nghe giá sốc hơn một tí nữa này. 118.000 đồng. 118.000 đồng, ok chưa? Xinh chưa? Ghi luôn là váy sơ mi cam kèm số điện thoại nhá. Đây này, bình thường nhá. Em xin lỗi, váy sơ mi gì nhỉ? Váy sơ mi, váy cốm đi. Váy sơ mi cốm kèm số điện thoại nhá. Bình thường là mặc vào là các chị sẽ mặc này, em chun chun lên này, là các chị mặc tầm này là ok đẹp chưa? Đấy, hãy nghĩ là các chị mặc đến tầm này này là đẹp này nhá. Em cài cho chị cái đai đi. Em cài mọi người cái đai nhá. 118.000 đồng thôi, chất siêu mát luôn cho em. Mua váy này mặc về đi, mặc ở nhà à, mặc đi làm cho em ok. Mặc đi nhà làm sợ hở ấy, mặc cho em cái quần bên trong là ok. Quần này có 29.000 đồng thôi nhá, mà mình mặc ở nhà mặc đi ngủ cho nó tiện thôi. Cái đai, cái đồ ấy này, không đai, đai tròn đây. Thật mãi em không khỏi đấy nhở, nói không tự tin một tí nào luôn mọi người. Nó nói được một tí xong nó lại cho em xin hợp công nuốt đi anh. Một trăm mười tám nghìn đồng sơ mi cốm đi, mua con này đi, xé đẹp xinh này. Màu của nó bên ngoài đậm hơn và xinh hơn nhá. Trên livestream là do cái ánh đèn màu của nó bị nhạt đi một tông ạ. Màu nó nhạt đi một tông đấy mọi người. Tương tự như thế nhá, là có cái màu lâu này. Màu lâu này cũng là chất nylon này. Cái này của em cũng là chất nylon này các chị cả này. Đấy, nhưng mà cái màu lâu này thì là kiểu nó hơi khác nhỉ. Hai bên túi giống nhau đúng không? Ờ thế thì giống nhau mà. Có hai tông màu, em có màu lâu và em có màu màu này là màu màu cốm này. Các chị ghi là váy sơ mi cốm và váy sơ mi lâu nhá. 118.000 đồng thôi. 40 đến tầm 65 cân mặc vừa. Chị gái là mới đẻ xong, chị gái là mới đẻ xong cho con ti, rất là tiện luôn cho em. Các chị mở cởi cái cúc này ra cho em. Rất là tiện luôn. Em mặc các chị cả màu lâu nhá, màu lâu cũng tây luôn. Màu nào cũng rất là xinh ạ. Có 118. Quan trọng nó rất rất là rẻ nhá. Áo ba lỡ còn nha chị Diễm Quỳnh ơi. Đức màu xanh lá cây á. Đấy là con váy shop chị ơi. Váy đây ghi giúp em là váy xốp nhá, tí em mặc cho. Chị Diễm Quỳnh ơi, chị comment của em một lần thôi nhá. Các chị ơi comment của em một lần thôi nhá. Comment nhiều ơi. Lần quá là nó spam cái livestream của em đấy ạ. Chị Oanh Oanh lên số điện thoại cho em nhá. Em không có nhá chị Thủy Phương. Đây màu lâu này mọi người này. Màu lâu cũng xinh, màu nào cũng xinh nhá. Màu lâu này nó là lâu tây, nó không phải lâu đậm đâu. Lâu này thì em có ít nhiều ít hơn so với màu cốm nhá. Đây, em lùn quá, đâm ra là mặc nó bị mất dáng của cái váy. Tầm 1m6, 1m55 đổ lên là mặc đẹp. Là mặc vừa đấy ạ. Đây, tầm 1m55 đổ lên là mặc đến tầm bắp chân này là vừa đẹp luôn này. Váy sơ mi kèm màu kèm số đây ạ. Váy sơ mi kèm màu kèm số lại 118.000 đồng. Mọi người đừng bảo lên cái này lên cái kia, em không lên đâu mọi người ạ. Nhá, em có màu cốm này. Em dơ gần cho các chị xem một lần nữa này. Đấy, chất nylon nhá,
chất Lylon 118.000 đồng. Bây giờ em sẽ mặc váy shop cho mọi người xem nha. Váy shop em sẽ mặc cho mọi người màu xanh á. Váy này thì hiện tại trong nhà em đang hết màu đen. Màu đen thì tầm 2 hôm nữa em sẽ về cho mọi người. Còn chỉ có sẵn màu xanh với là màu cốm thôi. À, em xin lỗi, màu xanh với màu lâu thôi. Còn những màu kia là đang hết hàng nha. Bác nào đợi được màu đen thì đợi hộ em nha. Bác nào đợi được màu đen hãng chốt. Còn màu đen 2 hôm nữa em mới trả được cho mọi người. Các chị cầm mình giúp là váy shop kèm màu kèm số điện thoại này. Con này tưởng không hot là hot không tưởng luôn. Váy này là để mà bán cho mọi người thì em cũng phải bán tầm 140-150 ấy. Cái này váy là người ta nhờ em sale thôi. Nhờ em sale nha, em không định bán. Mới đầu là em không định bán cái váy này đâu. Ai ngờ là hot không tưởng luôn ạ. Em lấy thử về mỗi màu 50 rồi cuối cùng là bán tầm 400-500 con rồi. Hôm nay mới cắt thêm cho các chị màu đen này. Đây được chưa, xinh lắm. Dáng này bầu ví bon chen thoải mái, 40-65 cân mặc vừa. Và chất này của em nó có độ co giãn, mặc nó không hề bị xuyên thấu bên trong nhá. Cực kỳ co giãn, bầu ví bon chen được 40-50-60 cân, 65 cân mặc vừa. Và dáng chữ A rất là dễ mặc. Nó không phải body. Body các chị mặc nó ôm vào, lắm khi là các chị béo thì nó sẽ lộ cái độ béo bụng của mình, đúng không ạ? Đây là dáng của nó, dáng chữ A nhá. Nhưng mà 50-60 cân thì không thể mặc giống em có 40 mấy cân được nhá. Các chị hãy suy nghĩ trước khi đặt hàng, bởi vì cái dáng này của em là dáng free size nhưng nó không phải là giống dáng body, nó không bị ôm vào người quá đâu ạ. Ghi là váy shop kèm màu kèm số loại 119.000 đồng, màu xanh này. Váy shop em có màu xanh này. Váy shop em có màu này là màu lâu. Em chưa mặc màu lâu bao giờ đâu. Em chưa mặc màu lâu bao giờ. Mọi người có muốn mặc màu lâu không, nên mọi người màu lâu nha. Em có màu lâu và váy shop em có màu này là màu đen, 119.000 đồng, 40-65 cân. Mặc được đi học, đi làm, đi chơi đều rất là xinh luôn cho em. Đầm sọc luôn đi em. Đầm sọc đấy là 88.000 đồng. Ai lấy váy này bác chị ghi là váy kẻ sọc nha. Váy kẻ sọc này là 88.000 đồng. Bầu bí bon chen thoải mái, 60-70 cân, 80 cân mặc cũng ok. Váy này thì em đã mặc đầu live stream rồi. Tại vì em cũng không thích mặc cái váy này lắm. Em đang mặc cái 2 dây bên trong nha. Nên là em sợ là nó bị lộ cái này. Thôi bây giờ em sẽ mặc lại cho mọi người. Mọi người thả tim đi, em lên cái váy này cho mọi người nhá. Váy này của em là chất zip, co giãn thoải mái, 40-80 cân, 100 cân này. Em test hàng trước cho mọi người này. Ok chưa? Quần ngố nhá, hôm nay nhớ mua cái quần này. Quần này là có bao tiền? 29 thôi. Quần này là bán câu view nhá, 29.000 đồng. Ai lấy quần này các chị ghi là quần ngắn kèm số điện thoại nhá, 29.000 đồng. Còn váy này các chị ghi là váy mẫu này các chị ghi là váy kẻ đi. Váy kẻ zip đi, váy zip kẻ đi. Ghi là váy zip kẻ nhá. 88.000 đồng, bầu bí bon chen thoải mái, 70-80 cân, 100 cân vẫn ngưỡng vừa luôn. Dáng này của em là dáng chữ A này mọi người. Kiểu năm nay nó đang hot trên khuyết này này. Nhưng mà em đang mặc cái 2 dây bên trong là nhìn nó hơi bị buồn cười nha. Còn bình thường là nó đây này. Đấy, em mặc cái này cho em này là ok này. Với lại váy này em mặc nó to quá so với người em nhá. Em có 40 mấy cân rồi, đâm ra em mặc nó hơi bơi nhá. Đấy, tầm này nè. Ai lấy váy này các chị ghiêu là váy kẻ kèm số loại. Đây, bầu bí này. Đấy, bác nào mà bầu cứ mặc cho em váy này. Ngon bổ rẻ mọi người ạ. Ngon bổ rẻ. Có 88.000 đồng thôi. Mọi người mua một cái áo phông đúng không ạ? Mua một cái áo phông của em cũng đã là 79.000 đồng. Đấy là trong trường hợp rẻ nhất rồi. Còn đây nhá, một cái áo phông loang này. Một cái áo phông loang này đã là bao tiền? 108.000 đồng, 110.000 đồng cho một cái áo phông loang này rồi. Mua cái váy kẻ này 88.000 đồng thôi, đúng chưa ạ? Đấy, ai lấy váy này các chị là váy kẻ nhá. Váy này là đâm ra em nó dài quá so với người em xấu, em cũng không thích mặc lắm nhá. Đây là live stream cuối em bán váy này, to quá nhá. Ngược lại như là bác nào mà 50-60 cân thì mặc đẹp, 50-60 cân mặc đẹp nhá. Đậm người càng mặc càng đẹp luôn. Em lên các chị ít váy bò nhá mọi người. Em lên váy bò nhá, hay là các chị muốn lên cái gì nào? Cái này của em là áo váy. Cho em xem cái áo này, váy này bao tiền, nhập vào bao tiền đấy. Cái này của em là áo váy hàng 2 lớp cho em. Bác nào mà lùn như em, bác nào lùn như em nhá, thì nó sẽ thành váy. Còn bác nào mà thấp thì sẽ mặc thành áo nhá. Kiểu của nó kiểu áo váy cho em, dáng baby doll rất là dễ mặc cho em. Và hàng nhà em là hàng 2 lớp, bên trong của nó có lớp bên trong này. Ấy, cái con này thì đang rất là hot trên thị trường luôn. Tầm này đi biển hay các chị mặc đi chơi các thứ là rất là xinh luôn cho em. Riêng váy này mua được đâu bằng em hoàn hàng.
riêng váy này y hệt như này nhá, phải mác như này được chưa? Đấy, phải có size như nhà em nhá. Váy này của em là có hai size SM nhá. Hai size SM trong khoảng cơ bụng là 40 đến tầm 65 68 cơ là mặc vừa. Và lưu ý cho em đây là áo váy nhá. Cái này của em là áo váy này, xinh chưa? Dáng của nó là dáng áo hoặc là váy tùy vào chiều cao của các chị. Em cao 1m50 thì em mặc là thành váy, còn các chị tầm 1m60-1m70 thì mọi người có thể mặc cái quần bên trong, hoặc là các chị mặc thành kiểu này này. Đấy, dáng váy cho em này, bên trong của nó là sẽ có lót bên trong này, bên trong của nó lót bên trong nhá. Em có màu em là mặc là màu nâu và em có một màu nữa là màu be. Các chị ghi là áo váy kèm màu kèm số loại này, màu be phê chưa? Màu be các chị nhìn em cái chất này. Ở bên trong lót như này mà đằng sau của nó kéo khóa nhá. Đằng sau kéo khóa màu nâu rất là tây luôn cho em, cực kỳ baby luôn. Váy này mặc cực kỳ đi baby nhá, mà có 145.000 đồng nhá. Trong khi ít nhất váy này các em cam kết các chị mua phải ngoài thị trường ít nhất phải tầm 180 đến 220.000. Ít nhất tầm 180-220.000 đồng. Cái này là em ôm được sale đấy, em ôm được sale nha mọi người. Như là áo váy đi, áo váy kèm màu kèm số loại, màu lâu này, màu lâu và màu be. Màu be nhẹ nhàng tinh khôi và có lót bên trong, nên là các chị yên tâm là không lo bị lộ bên trong đâu. Kéo khóa rất là tiện luôn. Đấy, bác nào mà cổ to cổ nhỏ các chị kéo khóa cho em mặc vừa luôn. Váy này bầu bí von trên được mà, các chị mặc bên trong cái quần legging cho em cũng được, hoặc là mặc cái quần bata. Nó là váy, à nó là áo được chưa, chứ không phải là váy. Thế nên là các chị là đây này, các chị mặc thế này cho em thì vẫn là chuyện bình thường. Mặc bên trong cho em cái quần legging dài cũng được, hoặc là quần legging ngắn cho em cũng được nhá. Bầu bí cũng bon chen được luôn. 40 đến tầm 65 67 cân là mặc ok. Size S là dưới 55, size S là dưới 55 và size M là dưới tầm 65 68 cân giúp em. Áo váy kèm màu kèm số loại 145.000 đồng, em ôm được sale. Chuẩn hàng người ta đang xỉ là 178, cam kết cho chị cho mọi người. Mà thôi, nhá, váy này cam kết cho mọi người mua được đâu dưới 180.000 đồng hoàn hàng giúp em nhá. Em khẳng định một điều như thế luôn. Đây. Đi thêm cho em một cái đôi bánh mì nhá. Đôi dép bánh mì là một bao tiền nhỉ? Đôi dép bánh mì là bao tiền? 115. Dép bánh mì của em là 115.000 đồng nhá. 115 thôi ạ. Tiếp theo này mọi người. Ờ, cái váy này là em còn 4 màu này. Cái này của em là sơ mi đuổi xước, nó khác so với cái váy màu cam vừa lấy. Cái này là tay nó dài hơn, túi của nó cũng hơi khác một tí nhá. Váy này là 125.000 đồng thôi ạ. Ghi của em là váy V mấy nhỉ? V25 à? 115 nhưng mà váy này là V bao nhiêu? À, V25. Váy này các chị ghi thôi là V25 kèm màu kèm số loại nhá. Em mới về thêm màu cốm, bác nào là tín đồ của màu cốm thì chuyển sang váy này giúp em nhá. Mới về thêm màu cốm, bác nào mà mua những cái váy sơ mi. Ô, váy này hôm nay về có về màu rêu mà, màu rêu mà, màu cam, màu rêu. Chị ơi đừng ghi là dép đang mang nhá, ghi là dép bánh mì, không là mang nhân viên nhà em nó không biết là mã gì đâu. Đây này, lo bên trong này. Hàng hai lớp, các chị đi đâu mua được cái giá đấy? Hàng những cái hàng thiết kế đấy không có đâu. Ít nhất cho em cũng phải là trên 200.000 nhá, xỉ vào 170, 180 rồi, không có cái giá đấy đâu. Những cái hàng đấy lại thỉnh thoảng em ôm được sale thôi, chứ không phải ngày nào mà em cũng có cái nô hàng đấy mà phục vụ các chị đâu. Váy này của em là 40 đến tầm 65 cân hoặc vừa nha. Em sale lốt tại livestream với giá 119.000 đồng ý. Váy này em còn tầm 200 con nữa thôi, em sale lốt cho mọi người 119.000 đồng cho gọn mẫu. Váy thun polo á, thun polo là mã gì á? Em có mã polo nào đâu, chị có nhầm mã nào không ạ? Mọi người có muốn lên hàng sale không? Em còn ít hàng linh tinh lộn xộn, em sale lốt cho mọi người nhá. 1m65 qua gối không, chị hỏi mẫu nào. Ví dụ váy nó mặc thì 1m65 là qua đầu gối này. Tùy nhá, tùy mẫu nhá các chị nhá. Váy nó mặc thì cam kết các chị là 1m7 vẫn qua đầu gối giúp em. Dáng của nó là tay của nó kiểu tay dài. Các chị không thích mặc kiểu tay dài thì các chị phải sắn lên nhá, cái tay của nó dài như này. Đấy, nên là mọi người có thể điều chỉnh tay giúp em nhá. Ghi của em là váy này ghi là V25 kèm màu kèm số loại nhá. V25 kèm màu kèm số loại. Bác nào mà ngắn quá thì mua về các chị sửa đi. Không có ai mua hàng online mà vừa với ý mình 100% được đâu. Đẹp làm sao được 100%. Nhưng các chị có thể mua về các chị mang ra tiệm và sửa đi. Mất 5-10.000 đồng cho em nhá. Em có màu này là màu cốm này. V25 em có màu cốm này. V25 em có màu này là màu be, có 119.000 đồng thôi ạ. 119.000 đồng
cho cả một cái váy này thôi. Chất đuối xước không xù, không nhão, không nhăn. Bác nào là tín đồ của đuối xước thì cho đi ạ. Đây nhá, bình thường những cái váy này hôm trước em bán nó chị là dáng suông tay ngắn đúng không? Tay kiểu tay hến này này, đã là 132.000 đồng, đã rất là rẻ rồi. Em có thấy chị Kim Chiều nhá, em không đọc comment của mọi người đâu nhá, em không like theo yêu cầu. Các em đọc mã hàng, các chị comment mã hàng kèm số điện thoại giúp em với nhá. Ghi luôn là V25 nha. V25 em có màu nó mặc là màu cúm này. V25 em có màu này là màu be. Mình thấy shop này bán hàng có tâm nhất đấy. Em cảm ơn chị Kim Hoàng nha. Em có màu này các chị ghi là màu cam. Và V25 em có màu này là màu lâu ạ. 119.000 đồng. Đây, như ảnh mẫu người ta mặc là chất của nó chất khác nha, nhưng mà những cái chất đấy lóng lắm, nên là em tự mua mẫu về em làm cho các chị bằng cái chất này. Nó nhẹ, nó mát mà nó không bị nhăn nha. Riêng cam kết váy này là không bị nhăn một tí nào luôn. Bộ bò trên kia là 190.000 đồng nha. Bộ này các chị ghi tôi là bộ LI này. Em giơ lại cho các chị toàn bộ những cái bộ này nha. Những cái bộ mà hot ngày hôm nay này em này. Bộ này các chị ghi ra là bộ LI, em phục vụ các chị tại livestream này với giá là 190.000 đồng. 40 đến tầm 62 cân là vừa. Còn bộ này các chị ghi tôi là bộ B3 nha. B3 hôm nay về các chị cả màu đậm và màu nhạt, 155.000 đồng. Em có 3 size SML. B3 có màu này là màu B à, em xin lỗi, B3 có màu này là màu xanh và B3 có màu này các chị chị ghi em là màu nhạt này. Em có màu xanh nhạt, đây là xanh nhạt, và B3 có màu này là màu xanh đậm, 155.000 đồng. Mẫu này các chị ghi giúp em là B1 nha. Con này thì hôm qua em bán rất là nhiều rồi. B1, mẫu này là B1 này. Lên số điện thoại giúp em nha. Bộ LI chị ghi là bộ LI là được nha chị Nhung Võ. Em có màu này các chị ghi em là màu này các chị ghi em là màu màu xanh đậm này, và em có màu này các chị ghi em là màu xanh nhạt. Bộ này là B1 nhá. Bộ này em có đăng ảnh hot girl mặc rồi đấy. Riêng áo bộ bò nhà em mà các chị không mua là rất là phí luôn. Năm ngoái nhá, bằng giờ năm ngoái, bản thân em của bằng giờ năm ngoái, một áo bò em bán là 199 rồi. Ấy, năm nay là em có xưởng, em tìm được xưởng rẻ cho mọi người nhá. Không qua trung gian về giá, không phải đi nhập lại ở đâu cả thì nó mới rẻ như này các chị ạ. Còn để mà đi qua trung gian cũng phải mất 60-70.000 đồng, nó độ lên giá 60-70.000 đồng rồi nhá. Đây cái váy baby đó, à váy gì nhỉ, váy V3 nhà em mới về thêm màu cốm này. Bác làm mà hôm trước mà chưa chốt được váy này chốt đi ạ. Hôm trước thề mọi người là hủy mấy trăm đơn của khách. Váy này hôm trước em phải hủy mấy trăm đơn của khách, bởi vì là cái lô đấy là chất của nó là bị mỏng, bị xấu là một này. Thứ hai là may nó lo kiểu là hôm đấy là nhà em đắt hàng quá, cái lô đấy là đắt hàng quá. Đặt một phát là cứ vài trăm xong dùng người ta 2-3 hôm người ta làm ẩu ấy, để là trả hàng nhanh, xong là cuối cùng là may nó xấu, thế là em hủy hết đơn của khách. Hôm nay là lộ về lô có chị hàng đẹp rồi em mới dám bán lại đấy ạ. Đấy, bác nào mà hôm trước chưa thề là bị hủy ạ. Hôm trước là em hủy mấy trăm đơn đấy. Bác nào mà hôm trước bị hủy thì các chị đặt lại đi nhá. Hôm trước em bán là 145, hôm nay em xin phép bán cho mọi người 138 thôi ạ. Em bán 138 thôi nhá, để những bác nào mà hôm trước hủy đơn thì hôm nay đặt lại sẽ được giá hời hơn nhá. Váy này là bầu bí bon chen thoải mái, 60-65 cân 70 cân mặc vẫn ok cho em. Chị gái là mới đẻ xong cho con tim mặc vẫn ok nhá. Và lưu ý cho em, váy này của em là váy free size, váy này là không phải là size đâu nhá. Những cái mác trên cổ nó chỉ là mác thôi chứ không phải là size số đâu ạ. MLXN không phải là sai nhá. Màu cốm này, đây là livestream đầu tiên em like nhá. Lần trước em bán màu xanh nhá. Hot girl người ta mới mặc màu cốm, em mới về thêm cho mọi người màu cốm này. Cái này của em không phải là mát, à không phải là sai, nó chỉ là mát thôi nhá. Còn phi size 40 đến tầm 68-70 cân, em cao 1m50 mặc rộng như này. Là đó chị tầm 1m67, các chị hãy suy nghĩ trước khi mua nhá. Em xin lỗi, bác là em cao 1m50 và là 46 cân em mặc rộng này nhá. Nên bác nào mà không thích mặc rộng thì thôi, không lại bảo là cái váy rộng kiểu của nó là dáng baby doll thì phải mặc rộng. Các chị nhìn ảnh mẫu mặc mà xem, ví dụ mẫu người ta mặc ôm này đúng không, em làm cho các chị rộng thùng thình này thì em nói mẫu người ta mặc 60-mấy cân người ta cũng mặc rộng này nhá. Còn kiểu của nó là kiểu thế, không thích mặc rộng thì thôi. V3 kèm màu kèm số loại 139.000 đồng, 139.000 đồng V3 nhá. Màu cốm này rất là đẹp luôn. Váy này em bán trên 1.000 chiếc rồi, em bán trên 1.000 chiếc rồi mọi người nhá. V3 kèm màu kèm số loại. V3 có màu này các chị ghi hộ em là màu cốm. V3 có màu này các chị ghi là màu màu này gọi là màu be à, hôm qua gọi là màu be à.
Em xin lỗi, màu này là màu lâu nhá. V3 màu lâu này. V3 có màu này là màu hồng này. Và V3 có màu này là màu vàng nhá. 138.000 đồng thôi ạ. 138 nhá. Cúc thật này. Các chị không thích mặc rộng mặc thắt đai, em thắt đai vào cho mọi người xem này. Lô này hàng đẹp đấy. Đặt đơn thì ngày mai trong nội thành không chị? Không nhá chị ơi. Đây mọi người thắt cái đai này. Đai này em chốt tại livestream với chị vừa giá là 59.000 đồng. Các chị ghi là đai dây nhá, đai dây 59. Em vào đúng 55.000. Và đai này em vào đúng 55.000 đồng bán để cho mọi người mua kèm thôi, chứ một cái dây này em không có đi đơn đâu. Ai lấy đai dây ghi là đai dây nhá. Váy này không phải là váy dành cho chị bầu đúng chưa? Nhưng mà bầu bí bong chen được. Đấy, còn váy này kể cả các chị không phải là bầu bí các chị mặc vẫn ok được luôn nhá. Màu cốm mới về rất là xinh, mọi người mua đi ạ. Không biết cách đặt hàng á. Không biết cách đặt hàng thì chị đặt luôn bên này đi cho nó nhanh. Váy suông thì em chỉ có mã này thôi. À váy này là váy chữ A. Cái này là chữ A này. Em lên cho mọi người cái bộ tâm này này. Bộ tâm này em mới về thêm cho mọi người nhá. Bộ này là chốt tại livestream có 126.000 đồng một bộ đấy thôi. Chất của nó chất tâm nhá. Em có hai tông màu, em có màu lâu và em có màu đen. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người bộ này nhá. Váy sơ mi dáng ngắn đi chị này. Bữa mình mua đồ có đai là mình lấy luôn rồi á. À thế à? Không, mọi hôm em vẫn live stream đai mà. Em có đai đai mà chắc là lúc đấy chị không xem thôi. Đây nhá, váy em mặc là 138 thôi nhá. Mua đi mọi người. Hôm trước bán đúng 145 nhá. Cái số của em nó không giàu được hay sao. Cái đợt mà bán được nhiều hàng ấy, cái đợt mẫu này nó hot ấy, thì xưởng người ta làm lỗi cho em đâm ra là em không ship được cho mọi người. Bây giờ thì đầy hàng ra thì lại ế. Cứ kiểu cuối tháng là Facebook nó bị bóp tương tác ấy. Mà kiểu cuối tháng mọi người hết tiền hay sao. Em thấy mọi người vào xem rất là nhiều nhưng mà chốt rất là ít luôn. Áo bò á, áo bò em chỉ còn áo bò loang thôi nhá. Bộ này các chị ghi là hôm qua gọi là bộ tâm à? Bộ 2 dây các chị. Bộ này các chị ghi luôn là bộ 2 dây nhá. Form của nó là 40 đến tầm 58, rất là vừa. Các chị nhìn nó bé bé thế thôi nhưng mà chất tâm của nó siêu co giãn nhá. Màu lâu cực kỳ tây luôn cho em. Dáng của nó hơi có laptop nhẹ. Dáng của nó hơi có laptop nhẹ này. Em có màu nó mặc là màu lâu. Bộ 2 dây này, mát lắm, con này mặc mát xuống này. Quan trọng nó rất là rẻ ạ. Có 126.000 đồng cho cả một cái bộ này thôi. Em có màu nó mặc là màu lâu. Bộ 2 dây em có màu lâu này. Và bộ 2 dây em có màu này các chị ghi là màu đen nhá. 126. Hai bên của nó có túi nhá. Đây, hai bên của nó có túi mát kinh khủng luôn. 40 đến tầm 58 cân là mặc ok. Ai lấy bộ này ghi hộ em là bộ 2 dây này, giá này. Hot lắm, bộ này đang rất là hot trên thị trường luôn. Tương tự như thế này à, nếu như mà mọi người không thích mặc, các chị không mua muốn mua cả bộ thì em có bán riêng ra áo. Áo của chó nó thì là chất của nó hơi khác một tí. Cái này của em là chất tâm à, cái này là chất tiêu này, cái này là chất tiêu nha. Áo này là chất khác này. Áo này em có hai tông màu, em có màu màu lâu này, màu đen thôi ở trắng. Áo này em có hai tông màu lâu và đen nhá. Áo 2 dây đệm mút hôm qua em có livestream rồi. Áo này là em phục vụ các chị tại livestream này có 59.000 đồng thôi. Con này em dơ cho mọi người cho nó nhanh nhá. Cái áo này là bác nào mà ngực to hay là bác nào mà có ngực ấy, hoặc là bác nào mà ngực chảy ấy thì các chị phải dán ngực lên cho em nhá. Cái này là bên trong của nó là sẽ có đệm mút bên trong này. Đấy, các chị mặc nó rất là tiện luôn cho em. Ghi hơn là 2 dây cúc ngực, mẫu này các chị ghi là áo cúc ngực nha. Cúc ngực em có màu này là màu trắng. Cúc ngực em có màu trắng. Cúc ngực em có màu này các chị ghi ruôi là màu đen. Cúc ngực em có màu đen. Và cúc ngực em có màu này các chị ghi ruôi là màu ghi. Em phục vụ các chị tại livestream có 59.000 đồng thôi ạ. Cúc ngực trắng đen ghi 59.000 đồng nha. Trong khoảng cân là 40 đến tầm 60 cân là mặc vừa. Và chất của nó là cái này của em là hàng Quảng Châu, không phải hàng Quảng Châu các chị hoàn hàng luôn em nha. 59.000 đồng áo cúc ngực kèm màu kèm số loại. Em có đăng ảnh hot girl mặc rồi nhé mọi người, rất là tiện luôn cho em này. Không mặc đi chơi, mặc đi ngủ cho em cũng được. Áo này các chị ghi em là áo gì nhỉ? Gọi A mấy rồi? Áo này các chị ghi em là A8 đi. A8 kèm màu kèm số điện thoại nhá. A8 em có màu này là màu lâu. Và A8 em có màu này là màu đen. Con này mới rẻ này.
Nghe giá này, 74.000 đồng cho một áo này. Mặc cái quần tata. Bây giờ em sẽ mặc áo này, mặc cái quần tata nhá. Em mang free size cho chất tâm nó co giãn lắm. Em có nhờ bạn bạn nhân viên nhà em 60 cân, bạn ấy mặc vừa luôn nhá. Em báo với chị tầm 58 cân cho nó đẹp, 40 đến tầm 58 cân là ok nhá. Em nhắc lại bảng màu bộ em mặc này, ghi là bộ tâm này rẻ lắm, không mặc đi nhà, mặc đi ngủ cho em cũng được đó chị ạ. Không mặc đi chơi, mặc ở nhà cho em cũng phê. Mát có 126.000 đồng thôi ạ. Này, mặc cái quần này nó thoải mái đấy chị, vô cùng luôn nha. Bộ này ghi của em là bộ sát lách kèm màu kèm số 2. Bộ 2 dây. Em xin lỗi, bộ 2 dây kèm màu kèm số 2. Em có màu lâu và bộ 2 dây em có màu đen nhá. 126.000 đồng. 126.000 đồng nhá. B1 em mặc rồi, em không mặc nữa đâu. Bây giờ em chỉ lên hàng mới thôi nhá, thôi nhá. Xinh nhờ, nó đang hot trên cái này nhá, đằng sau này. Đấy, đằng sau nó không hở đâu mọi người. Đây mọi người mặc với quần, em phối lại với quần tắc ta cho mọi người nhá. Áo này ghi em là A8 à, có đồng mã chưa? A8 đi mọi người ơi, áo này là A8 nhá. Em đang mặc cái hai dây bên trong này, nhìn nó hơi bị lộ một tí nhá. A8 em mặc trong người là em có màu này là màu lâu này. Và A8 em có màu này là màu đen này. Full tan mát siêu xịn sò cho em này. Quan trọng nó rất là rẻ, có 70. Vừa báo bao tiền đấy? 74.000 đồng. 74.000 đồng cho một cái áo này thôi. Ghi là A8 kèm màu kèm số đôi loại nhá. Màu lâu và màu đen luôn, chất đẹp lắm. Giơ gần cho mọi người xem chất này. Hàng chất tâm tiêu nhá. Co giãn thoải mái, 40 đến 58 cân là ok. Quần tắc ta là 82. Quần tata của em đang mặc trong người là 82 nha. Quần tata em có màu em đang mặc là màu be này. Quần tata em có màu này các chị ghi hay là màu xanh lá này. Em có màu này các chị ghi ru là màu lâu này. Em có màu này là màu vàng. Quần tata em có màu này là màu hồng. Màu này các chị ghi ru là màu đen nha. Quần tata là size S dưới 55 và size M dưới 70 cân mặc vừa. Riêng cái gì các chị không mua quần tata là rất là phí luôn. Bởi cái quần này là các chị phối đồ rất là dễ phối đồ, nhìn nó rất là trẻ luôn cho em. Quần này các chị có thể phối với sơ mi, áo phông đều ok hết nha. Đừng bỏ qua cái quần này giúp em. Váy bò sát lách là mã bao nhiêu chị ghi giúp là váy bò sát lách nha. Váy bò sát lách nhà em hôm nay có hai kiểu, một là váy miu miu này. Váy miu miu của em đang cầm trên tay là có 139 nha. Miu miu là 139, còn váy này các chị ghi giúp là váy bò sát lách. Cái này là em sell lốt tại livestream với giá là 149.000 đồng. Hôm trước là em bán các chị là giá cao hơn, nhưng là loại đấy là hai bên của nó có túi nha. Còn loại này là nó về loại không túi nhá, nên là đâm ra em sell rẻ cho mọi người là 149 nhá. Kiểu dáng này, thực tế màu của nó đẹp hơn. Không phải là hàng loại 1, hàng loại 2 gì đâu. Lô lần trước em livestream các chị là màu nhạt, như mẫu người ta mặc cũng là màu nhạt nhá. Nhưng lô này nó về đậm hơn một tí là do cây vải người ta giặt lên được cái màu này cho mọi người đấy. Đấy, tùy vào cái lô giặt cho mọi người đấy. Đây là màu này nó rất là đẹp luôn, màu này nó đậm hơn so với màu cũ nhá, 149. Ghi là váy sát lách kèm số điện thoại giúp em. Váy hoa đây. Em lên lại cho các chị váy hoa này nhá. Váy hoa của em là hàng hai lớp. Ủa, hồng tương tác kém nhở. Nhiều người xem mà em thấy trắng da găm mừng luôn ấy. Không hiểu luôn ấy. Nó kiểu tầm này cuối tháng hay sao mọi người chỉ vào xem thôi ấy nhở. Đây. Các chị mua cái váy này thì sẽ được tặng kèm thêm một cái hai dây này đi kèm. Đây, dáng dài này nhá. 159.000 đồng.
Đây mọi người nhìn hộ em này. Cái len của em là bầu bí one chain được 40 đến tầm 65, 68. Gân và hàng của em là hàng có size nhá, không phải phi size đâu nhá. Lưu ý cho em này, chị Yến Hồ lên số điện thoại giúp em là được nhá. Mẫu này là size S là dưới 55 và size M dưới 68 cân giúp em. Hàng này là hôm trước em đã like một live stream rồi. Hôm nay là hàng này nó mới về thêm ấy. Cái cúc của em là cúc thật nha. Cái cúc của em là cúc thật, chị gái là mới đẻ xong cho con tim mà rất là tiện luôn. Mà có 159.000 đồng, bao gồm một cái váy 2 dây bên trong, một cái váy bên trong 2 dây bên trong và một cái váy bên ngoài có 159 này, nhẹ nhàng chưa? Bác nào mà 50 60 cân các chị mặc cho em cái váy này. Nó không phải là body, nó không bị ôm vào đụ vào người này. Nó sẽ không lộ bị độ béo bụng của mình nhá. Ghi hộ em là váy váy hoa kèm màu kèm số loại nhá. Váy hoa kèm màu kèm số loại 159.000 đồng, 159 nhá. 40 đến tầm 65 68 cân là ok. Áo len lỗ bây giờ em chỉ còn hai mã này nữa thôi. Len lỗ là em có mẫu này các chị ghi giúp em là len len lỗ em có màu này các chị ghi là màu đen này. Len lỗ thì em hết select rồi đúng không? Em có màu này là màu đen. Áo len lỗ em có màu này các chị ghi là màu xanh và em có màu này là màu vàng. Hai cái màu này em mới về. Mọi hôm này em không có like màu này nhá. Mọi hôm em chỉ like màu đen thôi. Hôm nay mới về hai màu này cho em này. Bình thường em bán các chị với giá là 99.000 đồng. Bình thường em bán là 99 nhá, hôm nay em sale cho mọi người 89.000 đồng nhá. Ế quá mọi người ạ, đỉnh cao của sự ế luôn ấy nhá. Em sale luôn mọi người 89.000 đồng để mai cho nhân viên có việc làm. Ghi là áo len lỗ kèm màu kèm số loại nhá, 89.000 đồng, mua đâu bằng em hoàn hảo. Okay, túi em đang đeo không bán nhá chị ơi. Váy em mặc là 40 đến tầm 70 cân, 40 đến tầm 65 70 cân. Size S là dưới 55 và size M dưới 65 cân giúp em. Ai lấy váy này các chị ghi là váy hoa nhá. Váy bò bây giờ em sẽ mặc lại cho mọi người. Váy này chỉ tầm 40 đến tầm 56, 57 cân thôi. Váy này tùy vào vòng ngực của mọi người. Phần dưới thì nó sẽ là rộng, phần dưới nó rộng nhưng mà phần trên này, cái phần lách của nó này, đấy, phần ngực thì nó hơi chập một tí hơn này. Nên là bác nào mà kiểu là ngực to quá thì thôi, còn bác nào mà ngực nhỏ thì tầm 57, 58, 59 cân vẫn ok. Đấy, tùy thuộc vào vòng ngực của mọi người nhá. Con này là em sale lốt tại livestream với giá là 149 này. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người xem nhá. Xinh mà chất nâu này nó đẹp lắm, giày đẹp thế này mà em chỉ còn tầm 30-40 con nữa thôi nhá. Váy này em bán nhiều lắm lắm rồi mọi người ạ. Các chị ơi lấy gì nhớ phải lên số điện thoại giúp em nhé. Điều quan trọng là lên số điện thoại giúp em. Nhiều comment lắm em không đọc được hết comment của mọi người đâu nhá. Các chị lấy gì lên số điện thoại giúp em, lên mã nào mọi người chốt em mã đấy nhá. Đây vòng em đang đeo trên người này, đẹp kinh khủng luôn này. 79.000 đồng cho một cái vòng này thôi. Đây vòng này các chị ghi là vòng trái tim nhá. Mọi người sẽ đeo được hai kiểu, một là kiểu như em đang đeo này. Đấy, các chị có thể để này cho em này, hai là các chị có thể cài vào này cho em thì nó thành cỏ bốn lá. Hai phiên bản luôn cho này, cỏ bốn lá cho này. Được chưa? Mà có 79.000 đồng titan nhá. Titan đấy ạ. Đây, thả ra cho em ok. Cỏ bốn lá thì mang lại may mắn, trái tim này. Đấy, dây này các chị có thể điều chỉnh độ dài cho em, điều chỉnh được đúng không? Dây này có thể điều chỉnh được độ dài cho em nhá. Rất là ok. Đấy, vậy mà các chị là váy bò sát lách đi. Sale lốt tại livestream với giá là 149, 40 tầm 55, 56 cân nhá. Xinh kinh khủng luôn này. Em làm cho mọi người sáng dài nhá. Đây là 1m5, 1m6, 1m7 vẫn qua đầu gối luôn thôi em. 1m5, 1m6, 1m7 này. 1m7 chắc chắn là qua đầu gối nhá. Ít nhất là các chị tầm 1m55, 1m60 là các chị mặc đến tầm bắp chân là vừa. Đấy, ai lấy váy này comment lốt giúp em nhá. Váy này thì em sale lốt cho mọi người đi. Váy này các chị ghi là váy kẻ này. Váy kẻ là 88, không like nó đâu, like nhiều lắm rồi nhá. Váy kẻ này là 88.000 đồng. Còn váy này các chị ghi là váy V mấy nhỉ? Váy này các chị ghi là V15 à? Váy này ghi là V15. V15 là em bán là 149, sale lốt tại livestream các chị vừa giá là 126.000 đồng nhá. 126.000 đồng V15 này. Bây giờ em sẽ mặc các chị V15 nhé, bằng màu gì nhỉ? V15 là hôm nay sale lốt cho mọi người 126 nhé mọi người.
60 cân chị mặc set bò nhá, set bò nhà em 62, 63 cân mặc ok. Hoặc là các chị mặc cái set siêu phẩm nhớ. Set siêu phẩm em cũng bán nhiều lắm rồi mọi người ạ. Không, túi CK hết hàng rồi chị ạ. Váy bò sát lách nhà em là 149.000 đồng nhá. Bác là mặc 60 cân mặc cho em một bộ này. Hai, các chị mặc sang cái bộ bò kìa. Bây giờ em sẽ dơ cho các chị bộ bò nhá. Em dơ thôi nhá, còn mặc nhiều lắm rồi. Đầu live stream mọi người chốt nhiều lắm mấy cái bộ đấy rồi nhá. Bộ này các chị ghi quay là bộ B1 nhá. B1 là 150, em xin lỗi, 162.000 đồng nhá. B1 là 162, em có màu xanh đậm này. Và B1 em có màu này là màu xanh nhạt nhá. 162.000 đồng một bộ này. Bộ này các chị ghi em là B3 nhá. B3 cũng có màu xanh đậm và B3 có màu này là màu xanh nhạt. Con này thì có 155.000 đồng thôi ạ. Đây nhá. Váy này các chị ghi là váy V mấy nhỉ? V15 nhá. V15 em có màu lông mà các chị ghi là màu lâu này. Em sell lốt tại livestream là 126.000 đồng. Các chị cứ đi tham khảo giá thoải mái. Hôm nay đi hỏi xỉ 145 đây. Được chưa? Hôm nay em đi hỏi xỉ 145.000 đồng đây. Đấy, đi khảo giá là 145 đây nhá. Em có màu này là màu lâu này. V10 mấy nhở? V15. V15 em có màu lâu. V15 em có màu này các chị ghi là màu đỏ này. V15 em có màu này các chị ghi giúp em là màu xanh. Và V15 em có màu này các chị ghi giúp em là màu đen nhá. 40 đến tầm 65 à? 40 đến tầm 65, 68 các là mặc ok. Dáng của nó là dáng chữ A, rất là dễ mặc. Hàng của em là chuẩn hàng loại 1 cho các chị luôn. Hàng của em là hàng vân lỗi luôn. Hàng vân lỗi nhá, lỗi trực tiếp vào trên áo này luôn cho em. Chuẩn hàng loại 1 cho mọi người luôn. Một cái váy thiết kế này các chị mua ít nhất cho em phải tầm 220 đến 240 nhá. Không có nhà bán váy thiết kế các chị mà hơn 100.000 đồng đâu ạ. Giá này là giá em sale. Giá này em sale nhá, nên là lưu ý cho là bác nào mà chắc chắn thì đặt hàng thôi em, bởi vì em sale rồi nhá mọi người. Bộ bò em không mặc lại nhá chị nhá. Em mặc rồi em không mặc nữa đâu. Em giao lại cho bộ tâm cho mọi người này. Bộ tâm nhà em có hai tông màu nhá. Bộ tâm em có màu này là màu lâu này. Bộ tâm em có màu lâu và bộ tâm em có màu này là màu đen. 126.000 một bộ tâm. Em còn đăng ảnh hot girl mặc rồi nhá. Giơ gần cho mọi người xem chất thôi ạ. Chất tâm siêu nhẹ luôn nhá. Em có màu này là màu lâu và em có màu đen. Bộ này các chị ghi là bộ tâm khuôn à, bộ tâm kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá. Có ai lấy V15 đúng không ạ? V15 kèm số điện thoại ạ. V15 kèm số điện thoại. Kẻ có cổ này thì em sell lốt cho các chị với giá là 99.000 đồng. Các chị ghi là váy gì nhỉ? Cái này các chị ghi là váy sơ mi nhá. Váy sơ mi kẻ đi. Váy sơ mi kẻ em có màu này là màu đen. Váy sơ mi kẻ em có màu này là màu cốm này. Em có màu này là màu vàng. Và màu này các chị ghi thôi là màu ghi. Sell lốt tại livestream với giá là 99.000 đồng. Ai lấy váy sơ mi kẻ ghi giúp em là váy sơ mi kẻ. Tương tự như cái váy sơ mi đấy em có cả dáng ngắn này. Bác nào mà lùn lùn như em mà không thích mặc dáng dài quá thì các chị chuyển sang cái dáng này. Ví dụ như người em này thì mặc những cái dáng này là vừa nhá. Váy này có một đợt là em phải bán cũng đến 1.000 con rồi các chị ạ. Cứ ngày nào cũng live stream, ngày nào cũng bán mẫu này. Xong đùng một cái là lo chốc luôn. Em sell luôn cho các chị 99 nhá. Còn váy này bình thường em bán là 125.000 đồng. Mọi người có thể xem lại live stream. Ghi hôm là váy sơ mi em sell lốt tại live stream với giá là 99.000 đồng. Em có màu này là màu vàng. Em có màu này là màu lâu và váy sơ mi em có màu này là màu cốm nhá. Cái này của em là chất đũi xước, mát, thoải mái, dễ chịu và đặc biệt là không bị nhăn. Mùa hè các chị mặc cái bộ này cho em này. Mùa hè các chị mặc cái váy này cho em này, không hề bị nhăn một tí nào luôn và cực kỳ mát. Ghi hộ em nhá. Bác nào có đơn gửi kèm đơn chứ một váy này em không đi đơn bởi vì em xả lỗ rồi nhá. Là mọi người nhớ phải mua kèm đơn giúp em. Ghi là váy sơ mi kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Sơ mi xả các chị ơi. Bộ tâm là 126.000 đồng nhá. Các chị nhớ báo là bộ tâm là 126, ghi rõ em là váy sơ mi xả đi. Váy ba lô bò là cái gì? Váy sát lách đúng không ạ? Váy sát lách là 149.000 đồng nhá. Giá sale tại livestream nhá. Giá đấy là em chỉ chốt tại livestream thôi, còn kết thúc livestream là các chị sẽ cộng thêm 30.000 đồng so với giá bình thường nhá. Xinh chưa? Đấy, em sell lốt tại livestream 99.000 đồng. Váy này yên tâm, mặc đẹp nhá. Chỉ có điều là em bán nhiều quá rồi, nó loãng rồi. Em sell lốt cho nó gọn mẫu nhá. Đây, váy này các chị mặc tầm 1m6 thì tầm ngang đầu gối, không qua được đầu gối đâu nhá. Không qua được đầu gối đâu. Váy này của em là dáng ngắn, nhưng mà như em lùn đấy. Em 1m50, em mặc váy này là vừa in này. Nó không bị dài quá, nhìn nó không bị bơi trong cái váy. Ấy ghi là váy sơ mi đi, 99.000 đồng thôi. Giờ cho mọi người xem chất này. Bán nhiều lắm rồi mọi người ạ. 99.000 đồng nhá.
em có màu vàng, váy sơ mi em có màu vàng, váy sơ mi em có màu này là màu màu cốm và màu này là màu lâu. Nên là em sẽ mặc cái bộ siêu cấp của em nhá. Bộ này em cũng bán đến số lượng phải đến tầm 300 bộ rồi. Em có 3 màu, bộ siêu cấp em có 3 màu nhưng mà em còn mỗi màu này thôi. Màu này là cái tông màu mà bán chạy nhất nhá. Màu này là màu tông màu bán chạy nhất, em còn mỗi màu này. Em chốt tại livestream các chị với giá là 165.000 đồng. Lô đầu tiên em bán đúng 185.000 đồng. Lô đầu tiên em bán đúng 185.000 đồng nhá. Bây giờ em còn có mỗi màu này thôi. Chốt lốt tại livestream với giá là 165.000. Bộ này là form to rộng 40 đến tầm 65 cân là vừa. Ghi đây là bộ siêu cấp kèm số đúng lại nhá. Bộ này mà không xinh thì không bộ nào xinh nữa cả mọi người ạ. Này, đeo thêm cho cái vòng này, sáng da chưa? Các chị nhìn em chui cái bộ này vào nhìn sáng da hẳn ra chưa? Rất là sang luôn cho em cái quần này. Thoải mái rộng rãi luôn, 40 đến 65 cân. Cái này của em là hai bên của nó có túi nhá. Dáng này baby doll rất là dễ mặc này, xinh chưa? 40 đến 65 cân nha. Chất của nó là chất xốp, nó đang hot trend cái chất này này. Đang hot trend chất này, cái váy body của em ấy cháy vải. Không về được hàng đây, đang nợ mấy trăm đơn của khách mà mấy hôm nay vẫn chưa về được hàng đây. Nó đang bị cháy vải của cái màu này, mẫu này rồi này các chị ơi. Bộ siêu cấp kèm số loại 165.000 đồng cho cả một cái bộ này. Mình ở nhà, mình đi chơi hay là đi về quê các thứ mình mặc bộ này cho em hở không? Không hề hở hang một chút nào luôn đúng không ạ? Mà có 165.000 đồng. Đấy các chị đi đâu mua được cái giá này nữa. Thường những cái bộ này các chị mua bét nhất cho em cũng ra ngoài shop cũng phải tầm 220, 260, 280. Đầu tư thêm cho một cái vòng cổ nữa. Vòng cổ là 79.000 đồng. Vòng cổ 79.000 đồng mọi người đeo được hai kiểu nhá. Đấy, vòng kiểu là một là kiểu là hình lá này, hình cỏ ba lá này, cỏ bốn lá may mắn này, cỏ bốn lá may mắn này. Không thích thì các chị có thể tháo ra thành hình trái tim cho em nhá. Ghi là vòng cổ kèm số điện thoại nhá, 79.000 đồng. Đấy, cho bác nào có đơn rồi dùng đơn. Xinh nhờ, cứ mỗi lần thẻ, cứ mỗi lần lên cái bộ siêu cấp này cứ chốt quá trời quá đất luôn ấy. Bộ này em không muốn bán nữa rồi, bán đi bán lại mãi rồi, ngày nào cũng giới thiệu khách xem vào cũng chán rồi đúng không ạ? Nhưng bây giờ em nói thật, bộ này là cái bộ mà em thấy xuất sắc nhất. Bộ này xuất sắc nhất luôn, mặc lên cảm giác nó xinh xắn, bán hàng nó tự tin hàng ra mọi người ạ. 40 đến 65 cân vừa nha chị ơi, 40 đến 65 cân ok, 60 cân thoải mái. Lê nhận được hàng của shop rồi, đẹp lắm, cái nào cũng ưng. Em cảm ơn chị Mai Mai Heo nhá. Bộ này lùn mặc được không? Lùn đây, em 1m50. Lùn thì cũng chỉ lùn như em thôi, lùn nào hơn nữa được. Em 1m50 nhá các chị ơi. 165. Còn màu khác như hết hàng, em chỉ còn mỗi màu này nữa thôi. Màu này là cái tông màu em bán chạy nhất. Ví dụ em nhập 150 màu này hoặc là 200 màu này thì em chỉ nhập 10 bộ màu xanh và 10 bộ màu be thôi, gọi là có màu để các chị chọn rồi, là có màu để xì đóng bầu, thôi. Màu được, mua tội sợ ngực to thì không, không được. Bầu không nên, cái này chất của nó không co giãn, bầu nhỏ thôi, dưới 5 tháng thì mặc ok, còn trên 5 tháng thì thôi nhá. Bộ này free size, em mặc em có 40 mấy cân thôi nhá. Bộ vét kẻ này, bộ vét kẻ em còn có 2 màu này nữa thôi này. Đơn đóng xong chưa vậy bán? Bộ hở lưng kìa. Bộ vét kẻ em có 2 tông màu nha. Em có màu này là màu đỏ và bộ vét kẻ em có màu này là màu xanh này. Màu lâu em còn ít thôi, còn 3 size em xin lỗi, em có 2 size SM. Em sell lot tại livestream các chị với giá là 139.000 đồng, túi đang đeo hết hàng rồi. Em làm cho chị là bên trong của nó là cầu vai nha. Hai bên của nó cầu vai có đệm mút bên trong. Sell lot tại livestream với giá là 139, 149, sell lot 139 nha. Hết cái màu đẹp rồi, hết cái màu xanh màu cốm, màu lâu rồi nhá, còn có màu này thôi. Mà chủ yếu nói thật là em còn nhiều màu đỏ thôi, còn những màu kia hết rồi. Cái quần em mặc em trong người là em xin lỗi, 29.000 đồng. Quần này là 29 nhá. Các chị ghi là quần gì nhỉ? Quần ngắn. Các chị ghi giúp em là quần ngắn nhá, 29.000 đồng thôi ạ. Bộ vừa mặc là các chị ghi luôn là bộ siêu cấp 165.000 đồng nhá chị ơi. Áo 2 dây hết hàng rồi, chưa bán nhưng mà hết sạch hàng rồi các chị ạ. Đây, bộ này các chị là bộ vét kẻ đi. Còn nhiều màu đỏ thôi, còn màu xanh thì em còn tầm mấy bộ thôi. Màu xanh thì có mỗi size M thôi đúng không? Hay size XL? XL.
Đấy, hôm trước cứ cái cứ gân cổ lên là bảo không có size M, có size XL xong mà giờ lại còn dư sang size M. Ai bảo cái gì ấy này? Thế Thủy, tao đặt hàng tao không biết 50M, 50XL đấy, không có size M, chỉ có size XL. Không tìm hàng sao cứ thế. Bộ này các chị kia là bộ vest này, màu lâu này thì em chỉ còn vài bộ thôi, màu xanh em cũng chỉ còn có vài bộ, màu đỏ này em còn tầm 30-40 bộ. Hôm nay em sell lốt cho các chị, cho nó gọn mẫu mà thôi, sell lốt các chị là 136 đi. Như là bộ vest kẻ kèm màu, kèm size, kèm số loại nhá. Em đang mặc trên người là size M, size M là dưới 50 và size L dưới 65 cân giúp em. Size M dưới 50 và size L dưới 65 cân giúp em, hai bên của nó đệm mút này, rất là sang luôn cho em. Mà chất của em là chất nhẹ, chất nhẹ nhá, không bị xù, không bị nhão và không bị nhăn. Ok chưa? Em sell lốt tại livestream với giá là 136. Như là bộ vest kẻ kèm size, kèm số loại có size luôn cho mọi người. Các chị có thể cài vào cho em được mà thả ra ok nhá. Em sell lốt cho các chị cho nó gọn mẫu. Váy len này hôm nay về quên mất không like cho mọi người rồi. Váy len này là có hot girl Hương Giang Nguyễn mặc này các chị ơi. Váy len gấu kèm số điện thoại giúp em nhá. Cái này là hot girl Hương Giang Nguyễn mặc luôn này. Chất của em là hàng loại 1, hàng đẹp cho mọi người luôn nhá. Em chốt tại livestream có 159.000 đồng thôi ạ. 159.000 đồng nhá. Nhiều mẫu lắm, hôm nay về nhiều mẫu lắm, đâm ra em không về, em không like kịp cho mọi người. Chuyển hàng len nhá. Cái này là trên thị trường có một loại nữa là chất zip nhá. Chất zip là nhưng mà chất zip thì form nó hơi bé nhá. Cái len len này nó co giãn nhiều hơn nên em về cho mọi người hàng len nhá. Con gấu của em là gấu thêu này. Đấy các chị soi của em nhá. Cái này là bầu bí bon chen được nhưng mà bầu nhỏ thôi, bầu to là thôi nhá. Trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 65 cân nặng vừa. Lưu ý cho em là dáng này của em là dáng trên đầu gối nhá. Bác nào không thích mặc dáng trên đầu gối thì thôi. Còn như mẫu người ta mặc là người ta mặc ngay này. Đấy, mẫu người ta mặc như này nhá, kiểu của nó là phải mặc trên đầu gối giúp em nhá. Ghi là váy len gấu kèm số điện thoại giúp em nhá. 159.000 đồng cho một cái váy len nhá chị ơi. Váy len Montogi hàng Quảng Châu của em đấy ạ. Nhìn nhá. Váy len ít nhất các chị mua của Hot Girl phải tầm trên 300. Cam ghét một điều như thế nhá. Cúc của nó là cúc thật nhá. Đây các chị thích kín cổng cao tường thì cài lên cho em, không thì hạ xuống. Xinh nhá. Chất này. Quá là phê luôn, thật sự luôn. Theo nhá, theo luôn cho em này. 159.000 đồng thôi. Xe bò LI là 190.000 đồng nhá chị nhá. Bò LI là 190. Mã xanh đuôi cá có cúc ở dây giữa đi chị. Mã gì? Xanh váy này đúng không ạ? Váy này gọi là V mấy nhỉ? V8 nhỉ? V8. Váy này của em là V8 nhá. Chốt tại livestream các chị với giá là 159.000 đồng ạ. V8 em có màu be này, V8 em có màu cốm và V8 em có màu này là màu đen 159. Váy này của đằng sau của nó là kéo khóa cho em nhá. Dáng của nó là dáng ngắn nên là em cũng lười, em không muốn lên mẫu này nhá. Mẫu chụp đẹp lắm nhưng mà dáng của nó ngắn, em biết là sẽ không chạy được nhiều nên em chỉ gọi là về mẫu cho xỉ thôi ạ. Chất thì siêu đẹp. Váy này chất đẹp lắm. Mấy hôm nữa em sẽ về các chị dáng dài. Dáng dài tầm 2 đến 3 hôm nữa em sẽ về cho mọi người dáng dài nha. Dáng dài nó đắt hơn một chút thôi. Còn dáng ngắn này như em thì em lại thích mặc dáng ngắn bởi vì em lùn. Nhưng mà thường khách nhà em là các chị không thích mặc dáng ngắn như này. V8 60 cân vừa không? Cái đấy phải mặc lên người em mới biết được nhá. Váy này các chị là váy len gấu nhá. Bây giờ đợi em tiến mặc lên đã. Xe bò crop top là 155 nhá chị. Kéo tới cái khóa váy này thì xinh nhưng mà dành cho khách trẻ trẻ thôi. Có khách nhà em khách công sở nên là mọi người sẽ không chốt nhiều. Váy này dáng của nó dáng ngắn nhá.
cái này thì của em là chất này nó có độ co giãn đấy, 40 đến 58 cân mặc ok. Đằng sau của nó kéo khóa nhá. V8 kèm màu kèm số loại này. V8 mẹ em đang mặc cái quần bên trong đấy nó hơi bị lằn một tí nhá. Kéo cái áo xuống đã mọi người. Nhá, V8 kèm màu kèm số loại 159.000 đồng thôi. Chất đẹp, yên tâm ok. Mỗi tội là nó hơi ngắn nhá. Em có màu này là màu tổ cốm này. V8 em có màu cốm, màu be các chị sẽ nhìn rõ chất của em này. Đấy, màu be các chị này. V8 em có màu cốm, V8 em có màu này là màu be và V8 em có màu này các chị ghi là màu đen nhá. V8 kèm số loại 159.000 đồng. Kéo tới cái đằng sau ấy. Quần loe sờ pin nhá. Quần loe sờ pin hôm nay em sale lốt cho mọi người luôn nhá. Quần này là em chốt tại livestream, em có mỗi size S và size M. Hôm nay sale lốt tại livestream với giá là 138.000 đồng. Các chị ghi hộ em là loe sờ pin nhá. Đây, em sẽ mặc áo này, mặc với áo lưới cho mọi người nhá. Cái quần này các chị mặc với áo lưới cho em cũng hợp này. Bây giờ phối quần ngắn rồi, bây giờ trước phối quần ngắn cho mọi người rồi, bây giờ em sẽ phối cho mọi người quần dài đi. Lâu lắm rồi không có bán quần loe này. Đấy, quần này em còn một FM, em sale lốt 138. Đấy, mặc cái áo này cho em này, bên này bị vớ sóc. Áo này xinh lắm mà có ít này. Áo này em sẽ mặc cho mọi người màu cam nhá, hay là màu lâu này đi. Mẫu này các chị là len dài tay đi, hàng len lưới nhá, hàng Quảng Châu, 115.000 đồng. Đấy, áo này các chị có thể mặc sang thu, mặc được hoặc là đi biển đấy. Đi biển mình mặc với váy 2 dây cho em cũng hợp. Các chị mặc cái quần sờ kin này buổi tối nhá, mình mặc cho em áo này vẫn ok nhá. Len lưới nó không bị lóng đâu mọi người, không bị lóng đâu, hoặc là cất đi để sang mùa thu tầm đầu mùa thì nó mới đẹp, nó mới rẻ này nhá. Còn để mà vào mùa rẻ cũng không, em xin lỗi, các chị muốn mua cũng chưa chắc mà có hàng để mà phục vụ hết cho mọi người đâu. Vào mùa nó cháy hàng nhá, những cái kiểu này hot lắm, kiểu gì là các chị một thời gian cũng sẽ thấy hot girl mặc hơn này. Dáng của nó kiểu là tay dài xinh chưa. Em này em rất là thích cái kiểu này luôn này. Đấy mọi người ơi, vào cái quần skin cho em này. Đi thêm một cái đôi dép nữa, được chưa? Quần này các chị yêu em là quần skin đi, quần loe skin kèm size kèm số loại. Size S là dưới 46 và size M là dưới 52 cân giúp em nha. Size M là dưới 51, 52 một cái set đồ này. Đấy, bác nào mà thích phong cách như này các chị chốt cho em nhá. Ghi là áo len len dài tay đi. Len dài tay kèm màu kèm số loại. Em có màu là mặc là màu lâu này. Len dài tay em có màu lâu. Len dài tay em có màu này các chị ghi giúp em là màu be. Và len dài tay em có màu này các chị ghi giúp là màu cam ạ. 139.000 đồng. 139.000 đồng cho một áo này thôi. Đây, quần skin thôi nhá. Dáng của nó loe loe của em là loe vừa phải, nó không bị loe quá to và cũng không bị loe quá nhỏ luôn. Và chất skin này nó co giãn thoải mái. Em 46 cân cái đợt mà em bầu em mới đẻ xong hết đợt ra Tết. Với quần này em bán trên 1000 chiếc rồi. Quần này em bán trên 1000 chiếc của nó đều mất lọc luôn nhá mọi người nhá. 138, em bán là 149, hôm nay sale lốt 138 vậy còn mỗi size S và size M thôi. Ai đến loe skin chốt em này. Hơn bản là cái áo này mặc với quần này nó hợp nhá. Đấy, các chị cộng em set đồ luôn này. Mùa thu đến các chị mặc cho em cái set này hay là đi biển nhá. Nếu như có váy 2 dây mọi người có thể lồng cái áo này, sau đó thì mọi người mặc đi biển cho em này. Áo khoác len mỏng thì bây giờ em còn mỗi màu hồng này. Áo khoác len mỏng em còn mỗi màu hồng, em sale lốt cho mọi người 99.000 đồng đi này. À, vẫn còn là tím nữa này. Mẫu này các chị ghi là cardigan mỏng nhá. Cardigan mỏng em sale lốt tại livestream với giá là 99.000 đồng. Body nhà em không có nhá chị nhá. Quần tata trên kia, quần tata là 82.000 đồng nhá. Ai lấy quần tata ghi duyên là quần tata nhá. Bảng màu đằng sau kìa. Áo cardigan này em sale lốt tại livestream các chị với giá là 99.000 đồng. Em có hai tông màu, màu là mặc là màu hồng và em có một màu nữa là màu tím nhá. Tím mộng mơ đấy mọi người. Đây, set đồ này, quần loe này, mọi người mặc cái áo này cho em xinh chưa? Bác là kiểu là mignon hay bác là mặc kiểu thích phong cách gọi là vintage nhẹ nhàng ấy thì mặc cho em cái áo này nhá.
ghim là áo Korean, hai tông màu hồng này. Và đây là màu tím nhá. Tím này là em bị bom đấy thôi. Tím còn có vài con thôi. Chủ yếu là em còn nhiều màu hồng. Màu hồng là cái tông màu mà em bán chạy nhất, thì em còn nhiều màu hồng nhá. Tại vì em nhập về nhiều. Ví dụ là 100 hồng thì em mới về 10, 20 tím ấy. Đâm ra nó còn nhiều màu hồng nhá. Có cả cốm đấy. Cốm bị bom về một cái. Cốm bị bom về một cái thôi. Còn quần giả váy không chị? Em còn nhá. Quần giả váy em có hai tông màu. Quần này các chị ghi luôn là quần... quần bò rách. Cái này các chị ghi giúp em là quần bò rách nhá. Quần rách, quần bò rách em có hai tông màu, em có màu này là màu be và màu này là màu đen. Em hết màu trắng rồi. Em có 3 size SML. Size S là dưới 46, size M là dưới 51 và size L dưới 56 giúp em này. S là dưới 46, M dưới 51 và size L dưới 56. Em có màu này là màu be và em có màu này các chị ghi giúp là màu đen nhá. Đây, ví dụ áo nó mặc này các chị, áo này nhá, các chị mặc cái quần này cho em cũng hợp này. Thôi đang tiện nhá, em rơi cho các chị cho nó nhanh nhá. Quần này em livestream mãi rồi, mọi người có thể tua lại livestream trước, mọi người xem dáng luôn em nhá. Ai lấy quần này ghi là quần bò rách 139. Quần này thì em sắp hết hàng rồi nhá, em không về nữa đâu. Đấy, không biết là còn đủ size nữa không đâu ạ. Không biết là còn đủ size nữa không. Tiếp này. Áo này cũng xinh này, áo này em còn 3 con nữa thôi. Đang cuối live cho người ít người xem rồi em like lốt các chị những cái hàng này sai rồi em tắt like đây. Đầm xòe rút like đi em á, đầm xòe rút like là cái gì em không biết đâu ạ. Là cái gì? Áo này các chị ghi cho em là áo gì nhỉ? Hôm trước gọi là áo mấy nhỉ? Áo sóng à? Mẫu này các chị ghi cho em là áo sóng này, áo này đang rất là hot trên thị trường luôn. Áo này đang rất là hot nhá. Em phục vụ các chị có 108 à hay 115. Này các chị nhìn em cái chất phê chưa? Áo sóng kèm số điện thoại nhá. Váy like rồi, em sắp tắt like rồi chị ơi. Ghi giúp em là áo sóng kèm số điện thoại nhá. Em chốt tại live stream với giá là 100 Đây một tí em xem lại giá đã nhá. Hơn 100.000 tẹo thôi mọi người ạ. Còn có 3 con thôi. Đây một tí em báo lại giá cho mọi người nhá. Áo này cũng xinh này. Áo này cũng xinh này. Áo này các chị ghi em là áo 109. Áo sóng là 109 nhá. Áo này là mã gì? Áo này là A4. Mã này các chị comment giúp em là A4 nhá. A4 này. A4 em có màu này các chị ghi là màu lâu này. A4 em có màu này là màu đen. A4 em có màu này là màu be và A4 em có màu này là màu trắng. Con này có 99.000 đồng thôi. Con này của em là chất lưới này. Con này của em là chất lưới nhá, 99.000 đồng ạ. Trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 62, 63 cân là mặc vừa nhá. Live stream xong là bên em sẽ xóa like. Nên là bây giờ tất cả live stream xong bây giờ em sẽ xóa like nhá. Nên là mọi người cố gắng xem tại live stream nhá. Kết thúc live stream thì em sẽ xóa like đấy ạ. Đây nhá. Áo này các chị mặc với quần loe cho em cũng rất là hợp luôn này. Áo này đang cực kỳ hot mà có 99.000 đồng. Quan trọng nó rất là rẻ, có 99.000 đồng thôi ạ. Nha, một cái áo len Montogi hàng Quảng Châu. Áo A4 kèm màu kèm số loại hot lắm, rất là nhiều hot girl mặc luôn này. Đấy, nó đang hot trend mấy kiểu này tay hến nhá, không bị vô duyên một tí nào luôn. Nó không giống như kiểu sát lách đấy, làm khi là các chị không thích mặc sát lách đúng không. Riêng là áo A4 kèm màu kèm số loại, hai dây đang mặc hết hàng rồi chị ơi. A4 màu be này, A4 màu be, A4 màu đen này, A4 màu này các chị ghi thuê là màu lâu và A4 em có màu này các chị ghi thuê là màu trắng nhá. 99.000 đồng một áo thôi. Áo len chéo ngược trước bao nhiêu em á? Áo đấy là hôm nay em nhỡ chuyến nhá, em chưa về đâu ạ. Áo đấy mai đây, em sẽ xong cho mọi người. Đây. Tiếp theo này, áo này các chị ghi thuê là áo len lưới. Áo len lưới em chỉ còn có hai màu này thôi. Áo này cũng hot này. Em chốt tại livestream với giá là 99 nhá. Áo len lưới em có màu này là màu be và áo len lưới em có màu này là màu trắng. Đồng giá 99.000 đồng nốt cho mọi người luôn đi. Váy công sở đi chị, váy em không like nữa đâu. Em like hết váy rồi, bây giờ em chỉ like lốt ít áo len rồi bên em nghỉ đây ạ. 99.000 đồng ạ. Bác nào mà cần xem ấy thì trưa mai vào lại giúp em nhé, trưa mai xem lại giúp em.
Cái này các chị ghi hộ em là áo lưới nhá. Áo lưới kèm số loại 99.000 đồng. Và em sẽ mặc với quần nếu mà tới quần tắc ta đấy. Quần legging của đây đây luôn. Em sẽ mặc với quần tắc ta cho các chị nhá. Quần tắc ta là 82.000 đồng. Quần tắc ta là 82. Ôi A4 còn ít thì mọi người lại chốt nhiều. Hết A4 rồi mọi người ạ. Đây, mỗi này các chị là áo len lưới đi, còn 99.000 đồng thôi. Tiger là mã gì? Là mã A4 ấy, nhưng mà em đang sợ hết hàng. Đây. Áo len lưới 99.000 đồng nhá. Áo này mà các chị ghi luôn là áo len lưới kèm số điện thoại. Bác nào vào sau thì mai xem lại livestream, chưa mai em lại like lại mà mọi người. Bây giờ like em không giữ lại like nữa, mà em like xong em sẽ xóa like luôn. Like xong em sẽ xóa like nhá, tại vì bị mất mẫu nhiều nên là em kết thúc like là em xóa like luôn. Em in xong đơn nhá, còn là các chị ơi muốn xem lại, các chị phải xem lại một lúc. Bởi vì lúc nào nhà em in đơn xong bên em mới xóa được like mà nhá. À em xin lỗi, thôi hết A4 rồi. Hết 3A4 rồi, chuyển sang len lưới của em cái đi nào mọi người. Len lưới kèm màu kèm số lại còn 2 màu, còn 4 màu, à bộ có 3 màu. Thì bây giờ em còn 2 màu, mọi người ủng hộ em nốt cho nó gọn. Mỗi màu còn tầm 5-10 con nữa thôi ạ. Be và màu trắng nhá. Len lưới này, tiếp này, mẫu này mới xinh này, mẫu này hot lắm luôn này. Mẫu này hôm qua bán bao tiền đấy? Cũng 99 luôn. U99 á, mã này bán nhầm giá đấy. Mã này bán nhầm giá này. Để mà bán phải bán 115 đấy. Chắc là hôm qua bên em, hôm qua ế quá hay sao. Phải bán giá này. Áo này hôm qua gọi là mã gì? A5 mọi người ơi. A5 cũng 99.000 nốt này. A5 hai tông màu trắng và đen nhá. Em đang mặc trong người là màu trắng. Con này cũng hot, toàn những cái hàng hot trend thôi mọi người. Toàn hàng hot trend thôi. A5 em có màu, em đang mặc là màu trắng này. A5 màu trắng này. Và A5 em có màu này là màu be. Chất len gạo này các chị ơi, chất phê chưa? Có 99.000 đồng trong một cái áo này thôi. A5 kèm màu kèm số điện thoại nha. Qua bảng màu quần tát ta đi ạ. Em đang mặc trên người là màu đen. Quần tát ta đang mặc trên người là màu đen. Em có màu này là màu be nhá chị. Quần tát ta em có màu này các chị ghi giúp em là màu be này. Em có màu này là màu hồng. Màu này các chị ghi giúp em là màu xanh lá này. Em có màu này các chị ghi giúp em là màu lâu. Và quần tát ta có màu này các chị ghi giúp em là màu vàng. Size S là dưới 55. Size S là dưới 55. Và size M là dưới 70 cân giúp em. Ai lấy mẫu này các chị ghi giúp em là quần tát ta này. Áo nhung này em chỉ còn có 2 màu này thôi. Ở chốt tại livestream với giá là 94.000 đồng nha. Ghi là áo phông nhung nhá. Áo phông nhung hai tông màu, em có màu lâu và em có màu đen nhá. 40, áo này là trong khoảng cân nặng ở 40 đến tầm 65-68 cân là mặc ok. Nó có 4 màu, bây giờ em còn đúng 2 màu nữa thôi. Bán lốt cho nó gọn mẫu nhá. Còn tầm 30 con màu lâu, còn những màu kia màu đen em còn tầm 10 con nữa thôi. Bác nào mà chưa chốt được phông nhung chốt lại cho em đi. Lên tay đi chị, lên tay nhá. Nên có tay đúng không ạ? Cái này của em là chất nhung nhá. Cái là trên thị trường nó có một loại nữa là chất của nó là chất cotton khô. Nhưng mà cotton khô nó không lên được cái màu này nhá. Riêng cái áo này thì bắt buộc phải làm bằng cái chất nhung này thì nó mới lên được cái màu chuẩn như này nhá. Chất nhung nó mịn nhưng mà nó không bị dày quá. Có nhung mỏng và nhung dày. Nhung dày thì để các chị mặc mùa thu hoặc là mặc mùa thu hay là ra Tết các chị mặc là ok. Còn cái chất này là chất mỏng để các chị mặc mùa hè mặc vẫn cũng không lo là bị nóng đâu này. Phong to, phong rộng, phong trùng mông và áo này nam nữ có thể mặc được thôi ạ. Em có màu nó mặc là màu lâu nhá. Áo này em có màu lâu và em có màu này là màu đen. Phong nhung kèm màu kèm số loại này. Phong nhung kèm màu kèm số loại 94.000 đồng. Quần phía ngoài là gần quần tắc ta đi. Quần này các chị là quần Q20 nhá. Q20 em có 3 size S, M, L. Hôm nay hàng nó mới về trả đơn của chị dọ mấy hôm trước đây. Mấy hôm trước bán đắt hàng thì không có hàng trả mọi người. Mấy hôm nay hàng về nhiều thì lại ế. Mẫu này em có 2 size S, M này. Size S là dưới, em xin lỗi, 3 size S, M, L. Size S là dưới 45 này. Size S là dưới 46.
size S dưới 46, size M dưới 51 và size L dưới 56 giúp em. Ghi là Q20 kèm size kèm số hoại. Em có màu này là màu xanh và Q20 em có màu này là màu đen nhá. Em có mặc rất rất là nhiều trên livestream rồi. Rất là nhiều nhá. Ai lấy chốt nốt giúp em này. Cái đây không có đủ size đâu chị Thái Hải thân ạ. Em nên cho chị lại cái áo này nhá. Áo này vừa lấy gọi là ăn mấy. Đẹp mà, con này đẹp mà, màu B, màu 7. A7 nha mọi người. Mua con này đi, con này đang rất là hot trend rồi. Nhưng mà giá của nó hơi có laptop nhá. Con này là có bao tiền 99.000 đồng cho một áo này thôi. Em có màu hồng này, em có màu. Năm nay nó đang hot hot trend baby e hay sao nhỉ? Cái gì cũng baby muốn này. Mấy cái kiểu baby rồi mọi người. Con này là có bao? Về đi cha. Con này em chốt tại livestream với giá là 99.000 đồng nhá. Đây. Áo này các chị mặc với quần tata. Thế là quần tata không thể thiếu đâu. Nhưng cái áo cơ đắp top này mình bắt buộc mà phải mặc với quần cạp cao nhá. Như mẫu người ta mặc là cũng kiểu là dáng của nó như này nhá. Còn các chị không thích dáng cơ đắp top thì thôi. Như là áo bay à, em xin lỗi, A7 kèm màu kèm số hoại này. A7 em có màu hồng này. A7 em có màu này các chị ghi ra là màu B à. Và A7 em có màu này các chị ghi ra là màu đen nhá. Xinh lắm, nó đang hot trend cái baby air này. Cái gì cũng baby air đây. Baby air đấy, em còn mẫu này. Cái baby hôm đầu tiên em livestream ấy, hot girl Hương Giang Nguyễn mặc một phát là cháy hàng luôn. Đang thiếu nhiều đơn khách, cháy hàng luôn mọi người. Mẫu này là em còn hai màu này nữa thôi. Mã này hôm qua gọi là mã 3 A mấy. Mẫu này thì em còn hai màu nữa thôi. Hết sạch đen à. A3. Mẫu này các chị comment cho em là A3 này. A3 này là 99.000 đồng nha. A3 có màu hồng nhạt và A3 có màu này là màu hồng đậm nha. 99.000 đồng một con A3 này. Con này cũng xinh này, 40-58 cân là mặc vừa nhá. Baby này các chị này. Đấy, baby e này các chị này. Có chân váy semi nhá chị ơi, chân váy semi dáng dài em có nhá. A3. Em có thấy chị Đỗ Hiền nhé, chị cứ lên số điện thoại giúp em là có đơn nhá. Nhiều comment nên là đâm ra em không đọc được hết comment của mọi người ấy. Cứ lên số điện thoại giúp em nhé. Bầu bí mặc được đi chị á. Bầu bí chị mặc sang váy này này. Một là váy này là một này. Váy này các chị ghi là V3 nhá. Váy này ghi giúp là V3. V3 có màu này là màu cốm này. V3 có màu cốm này. V3 có màu này các chị ghi là màu lâu. V3 có màu này là màu hồng. Và V3 có màu này các chị ghi là màu vàng. Cúc của nó là cúc thật. Chị gái là mới đẻ xong cho công ty. Cũng rất là tiện luôn cho em. Bầu bí bon chen thoải mái 40 đến tầm 68 cân. Đấy này lần trước em bán rất là nhiều. Các chị ơi xem lại livestream cách đây tầm 2 tuần thôi. Bán rất rất là nhiều váy này nhưng mà em hủy đơn của rất là nhiều khác phải mấy trăm đơn bởi lô đấy nó làm bị lỗi. Lô này về may đẹp nhá. Bởi vì cái váy này chất của nó mỏng. Nếu như mà không may một không biết may thì một tí là các chị mặc 3 hôm là nó bục. Lô này em về cho các chị hàng may đẹp rồi, em mới dám livestream cho chị nhá. 139.000 đồng. Hoặc là nếu không thì các chị mặc sang cái váy này này. Váy này thì ghi giúp em là về V20 nhá, váy này là V20, bầu bí bon chen thoải mái, 70-80 cân vẫn vừa, nhìn nó bé bé thế thôi nhưng mà em rất ưng nhé, em cảm ơn chị Nhi Ngọc nhá. Mẫu này các chị ghi là V20 nhá, con này là 100, con đấy có 138 á, tí nữa em sẽ mặc nhá, váy đấy là em bán nhầm giá đấy. Em đáng nhẽ em phải bán là 145 đấy, em bán nhầm giá đấy. Áo kẻ sòng ngang có tay này đúng không, áo này các chị ghi là áo len nỗ nhá, con này bán nhiều lắm rồi. Áo len nỗ nhá, 99.000 đồng. Em sẽ nói 89 nhá. Áo này là hôm nay về cho chị hai màu kia nhá. 89.000 đồng. Form to rộng 40 đến tầm 62 cân là mặc vừa luôn. Hàng len nỗ, hàng to, hàng loại một cho mọi người. Hôm qua em bán là 99, mọi người thông cảm cho em nhá.
hôm nay ế quá em bán câu view, em mặc đầu like, câu view đầu like để cho mọi người chia sẻ livestream. Em bán các chị 89.000 đồng cho một cái áo len Montogi hàng Quảng Châu thôi ạ. Còn em mặc là quần Tata 82.000 đồng. Quần Tata là 82.000 đồng nha. Em có hai size M, S dưới 55 và size M dưới 70. Áo nó mặc là len nỗ kèm màu kèm số loại 89. Em có màu này là màu đen. Em có màu này các chị ghi thôi là màu xanh này. Len nỗ em có màu xanh và len nỗ em có màu này là màu vàng nhá. Áo này tối nay đến giờ phút này vẫn cứ chốt đơn áo này luôn ấy. Em bán rất rất là nhiều áo này rồi, bán đến 3 livestream rồi mà đến giờ phút này mọi người vẫn mua áo này rất là nhiều, hỏi rất là nhiều luôn. Áo phông lam không á? Áo phông lam thì quan trọng là lam thì các chị phải mặc cái đôi phông 100 đấy ạ. Đây nhá. Hoặc là mặc những cái dòng loang này này. Loang này các chị ghi thôi là phông loang The Real này là 108 này. Đấy, phông loang gấu to cũng là 108 này. Và phông loang này là gấu hồng thì nữ mặc thôi. Lam thì các chị có thể mua The Real là hợp nhất, hoặc là gấu to cũng được nhá. 108.000 đồng. Hàng loang nó đang hot trend, hàng loang 40 đến tầm 65 cân mặc vừa. Mẫu này các chị ghi là phông 3158 này. Phông 3158 40 đến tầm 65 cân mặc vừa. 3158 thì em là 79.000 đồng. Mát 3158 nhá. Full tang cho mọi người luôn. Em có màu này là màu rêu, em có màu xanh nhạt, em có màu hồng, màu này là màu vàng và một màu nữa màu đen. Ghi là phông 3158 em sẽ mặc cho mọi người màu vàng nhá. Len nỗ sát lách còn không chị á? Len nỗ sát lách thì hôm nay đang tạm thời hết hàng nhá. Chắc là ngày mai sẽ về. Hiện tại là đang hết, không còn một chiếc nào để dơ cho mọi người nhá. Nhưng mà vậy áo đấy em cũng đang thiếu nhiều. Áo len đang mặc màu đen chị ghi là áo len nỗ nhá. Đừng ghi là áo đang mặc, áo len nỗ 89.000 đồng. Có laptop. Đây, từ từ em mặc xong áo này đã rồi em lên váy cho mọi người nhá. Đây xinh chưa? Hình yêu chưa? Mà có bao tiền? 79.000 đồng. Phong to, phong rộng, phong trùng mông, yêu chưa? Ghi là phong phong 3158 ấy, phong 3158 nhá, 79.000 đồng. Em đọc comment của bác nào xong em quên mất rồi. Áo crop top vừa lấy đi chị này. Đây đúng không ạ? Áo này các chị yêu ơi, áo áo này vừa gọi là A mấy anh ơi. Em vừa quên mất mã này là A mấy rồi. Mang đi à, A7. A7 các chị ơi, A7 em có màu này là màu hồng, A7 em có màu này là màu be và A7 em có màu này các chị yêu em là màu đen. Áo len lỗ 40 đến tầm 60-62 cân tùy chiều cao cân nặng các chị nhá. Tầm 60 cân thì chắc chắn là vừa, còn 62 cân thì gọn người là ok. Em nhắc lại bảng màu áo nó mặc một lần nữa này. Phong 3158 em có màu nó mặc là màu vàng này. 3158 em có màu này là màu rêu. 3158 em có màu xanh nhạt. Màu này là màu hồng này. Và màu cuối cùng là màu đen nhá. 79.000 đồng cho một cái áo phông thôi mọi người. 79.000 đồng nhá. Bầu bí này mặc sang váy này cho em này, vừa thoải mái dễ chịu mà ngon bổ rẻ, có 138 hàng hai lớp, đang rất là hot trend luôn, đảm bảo mát nhá. Set bò LI là 190.000 đồng nhá chị ơi. Bầu bí on trend thoải mái, 60-70 cân, 80 cân nhá. Nhìn nó bé bé thôi nhưng mà nhìn này. Đấy các chị thấy chưa, to chưa, thoải mái chưa. Bầu bí này được chưa, thoải mái nhá. Bầu mặc con này ngon nhất. Mặc đi ngủ cũng được, mặc đi chơi cũng được nhá. 138.000 đồng. Ghi em là V bao nhiêu? Vé này các chị ghi em là V10, à, em xin lỗi, V20. Có chụp ảnh ở trong nhóm không? V20 kèm màu kèm số điện thoại nhá. V20 em có màu nó mặc là màu lâu này. V20 em có màu lâu này. V20 em có màu này là màu vàng. Vàng này nổi da lắm nhờ. Vàng này đang hết hàng, 2-3 hôm nữa mới về hàng, đâm ra em không dám live stream. Ấy sợ trong nhà đang sẵn màu lâu, màu be và màu đen nhá. Đúng không?
trong nhà em đang sẵn màu lâu, màu be, màu đen nhá, màu vàng đang hết. Các chị đặt màu vàng phải đợi. Em có màu vàng này, màu này là màu be và V20 em có màu này là màu đen. Hàng hai lớp cho em, 138.000 đồng, giá bán nhầm đấy mọi người. Xét LI không có sai như gì, em không mặc thử đâu ạ. Váy bò em còn, em dơ lốt rồi em tắt like đây. Váy bò đây nhá mọi người, váy bò nhà em có dáng suông. Hôm nay thì em có ma hai mẫu váy, em xin lỗi, ba váy mẫu váy bò. Váy này là váy bò suông nhá, váy bò suông này là 100, váy bò suông này là 139.000 đồng, 40 đến tầm 58 cân, bò suông là 139. Váy này các chị ghi là váy váy miu miu nhá. Váy miu miu của em là 139.000 đồng. Váy này to dài rộng 40 đến 65 cân mặc ok. Váy miu miu là 139 này. Và váy này các chị ghi giúp em là váy bò sát lách này. Váy bò sát lách là 139.000 đồng nhá. 40 đến tầm 55-56 cân là mặc ok nhá. Váy này còn ít thôi, em còn ít thôi nhá. Bộ vest kẻ đây em giao lốt cho mọi người này. Chị gái nào cần hỏi gì comment luôn tại livestream nhá. Em sắp tắt like rồi. Đấy, các chị cần hỏi gì comment lốt đi rồi em tắt like đi. Bộ vest kẻ bây giờ em chỉ còn có hai màu này thôi. Màu này thì chắc là hết hàng rồi nhá. Em còn màu này là màu xanh và màu này là màu đỏ. Bộ này hôm nay em sale lốt tại livestream với giá là 130.000 đồng thôi ạ. Nhá, em sale lốt tại vì em còn nhiều màu đỏ. Màu đỏ em còn mấy chục con, còn lại màu xanh còn vài con thôi. Màu này chỉ còn có 1-2 bộ thôi nhá. Màu này là màu lâu nhá. Bộ vest kẻ kèm size kèm số ngoại. Em có hai size. Size M là dưới size M là dưới 50, size M dưới 50 và size L dưới 65 cân giúp em. Bộ mét vét kẻ trang nghi rồi nhá. Áo kẻ ôm còn không chị? Áo kẻ ôm em còn 49.000 đúng không chị em? Ai, váy đó mà các chị ghi là V20 nữa nhá. A7 bao nhiêu tiền à? A7 là áo baby á, baby là 99. Thôi em mặc lại cho các chị một lần nữa nhá. Bộ này tối nay bán nhiều lắm rồi. Mai sợ không có hàng trả mọi người ấy. Có 50 bộ thôi mà. Không biết là mai mọi có đủ trả hàng cho mọi người không. Váy kẻ sơ mi 55 cân vừa nha chị. Em like mốt bộ này em tắt like đây. Áo phông nhung em có mỗi màu lâu và màu đen thôi nhá chị Hoàng Lan. Áo đen. Áo đen sọc trắng là áo gì? Đây kia. 190.000 đồng cho cả một cái bộ bò LI. Áo này bán riêng ra các chị này, cái bộ cotton đấy mọi người ơi xem lại nhá. Bộ cotton em bán riêng ra cả một bộ này đã là 159 rồi. Đây là bò mọi người hiểu không ạ? Đây là bộ bò đấy. Quần này các chị này, áo này. Đấy, phong to, phong rộng 40 đến tầm 60, 62, 63 cân mặc vẫn ok nhá. Đây, chất giày đẹp như này mà có 190.000 đồng. Hai bên của nó có túi nhá, nhưng mà em chưa cắt túi này đâu. 190 nhá, LI. Được chưa? Để áo váy lên nhá chị nhá. Áo váy em có hai tông màu, em có màu này là màu lâu và áo váy em có màu này là màu be. Hàng của em là hàng hai lớp, đằng sau của nó kéo khóa 145.000 đồng và có size. Hai size SM, size S là dưới 55 và size M dưới 65 cân giúp em nhá. Bây giờ em tắt like đây. Chị gái nào có đơn thì để ý nghe điện thoại nhân viên bên em gọi đến chốt đơn nhá. Các chị thấy cuộc gọi nhớ thì gọi lại giúp em với. Và chị gái nào mà chưa chốt được tại livestream này thì hôm sau các chị vào các chị xem lại giúp em nhá. Áo kẻ sọc đen nỗ em hết hàng rồi nhá chị ơi. Được nhá chị Nhi Nhi, cứ lên số điện thoại bên em sẽ in đơn ra, không cần đọc comment vẫn có đơn nhá. Áo sơ mi là mã gì? Chị ghi là cái đấy gọi là áo váy chị nhá. Cái đấy là áo váy nhá. Tắt like đây. Các chị ơi kết thúc livestream thì thôi đây này, bộ này các chị có thể cởi ra này. Không cần phải sơ vim không phải đóng thùng vào đâu. Cởi ra cho em cũng ok nhá. Em tắt like đây, chúc mọi người ngủ ngon.